Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Chương 451, là địch thì là địch, ai sợ ai. Kiếm hoàng. Kiếm hoàng là gì? Kiếm chủ có thể mượn thế của giá, mượn thế của đất. Còn kiếm hoàng thì có thể mượn thế của không gian, mượn thế của trời cao. Một khi Diệp Huyên đạt tới kiếm hoàng, điều này có nghĩa là hắn có thể mượn thế của đất trời. Theo lý thuyết, kiếm hoàng và vạn pháp cảnh thực ra là cảnh giới tương đồng nhau. Vạn pháp cảnh chân chính có thể lấy tu vi của mình để lợi dụng không gian, vận dụng lực lượng không gian. Kiếm hoàng cũng giống vậy, điểm khác biệt là hắn nhất định phải lấy kiếm làm môi giới. Thần hợp cảnh và vạn pháp cảnh có sự chênh lệch về bản chất, mà kiếm chủ và kiếm hoàng cũng tương tự. Một khi Diệp Huyên đạt tới kiếm hoàng có nghĩa là hắn tương đương đạt tới vạn pháp cảnh. Sức chiến đấu của Diệp Huyên lúc này đã có thể giết vạn pháp cảnh, một khi để hắn đạt tới kiếm hoàng. Cộng thêm kiếm bậc thiên trong tay, hắn sẽ đáng sợ tới mức nào? Giờ phút này, ông lão áo đen thật sự có chút sợ hãi. Sau khi nghe ông lão áo đen nói, những cao thủ vạn pháp cảnh kia đều xông về phía Diệp Huyên. Không chỉ họ, các cao thủ đến từ Trung Thổ Thần Châu cũng lần lượt ra tay. Kiếm hoàng. Ở Trung Thổ Thần Châu, kiếm chủ trẻ tuổi có, hơn nữa còn rất nhiều, nhưng kiếm hoàng trẻ tuổi như vậy thì vẫn chưa bao giờ nghe nói. Một khi để Diệp Huyên đạt tới kiếm hoàng, lúc đó ai trong số họ có thể chống lại Diệp Huyên? Nhất định phải diệt trừ Diệp Huyên với những người cản đường này. Diệp Huyên chưa ra tay, hắn vẫn đứng đó, vẻ mặt bình tĩnh, kiếm ý một đen một trắng tỏa ra quanh người hắn. Mà ba người Mạc Vân Khởi đã chắn trước mặt hắn. Mạc Vân Khởi nhìn 10 cao thủ vạn pháp cảnh xông lên đầu tiên, vẻ mặt hắn ta hơi tái nhợt, ta mẹ nó hơi sợ rồi này. Diệp Thổ Phỉ cũng là... Cứ phải giác ngộ trong lúc đang đánh nhau sao? Không đánh lại. Ba người họ biết rõ mình hoàn toàn không phải đối thủ của 10 tên vạn pháp cảnh. Nhưng họ không ai bỏ trốn. Lúc này, Liên Vạn Lý đột nhiên xuất hiện trước mặt mấy người Diệp Huyên, trong tay nàng ta là đao thanh long, con đao dài chạm đất. Nhìn 10 cao thủ vạn pháp cảnh đang lao đến, Liên Vạn Lý bỗng nhiên bước tới, tay cầm đao bổ về trước. Bịch. Tên vạn pháp cảnh dẫn đầu bị chấn văng ra xa trăm trượng, gã vừa dừng lại, toàn thân gã lập tức nứt toác ra, máu bắn tung tóe. Một phát giết chết. Giờ phút này, tất cả mọi người đều sững sờ. Google trang này, đọc ngay không quảng cáo trăm trở UIEN, Việt Nam. Mấy cao thủ vạn pháp cảnh vốn đang lao về phía Diệp Huyên cũng phải dừng lại, chín người nhìn Liên Vạn Lý với vẻ mặt sợ hãi, trong mắt lộ vẻ kiêng dè. Trong mắt những cao thủ và lính đánh thuê Trung Thổ Thần Châu còn lại còn kinh hoàng hơn. Một phát giết chết vạn pháp cảnh, còn giết một cách dễ dàng như vậy. Điều này quá đáng sợ. Đừng nói những cao thủ đến từ Trung Thổ Thần Châu này, ngay cả A Tả đằng sau Liên Vạn Lý cũng đã ngây người. Nàng ta biết vương của mình rất mạnh, nhưng nàng ta vẫn chưa biết Liên Vạn Lý mạnh tới mức nào. Bởi vì Liên Vạn Lý rất ít khi đánh nhau, hoặc nói là rất ít khi nghiêm túc đánh nhau. Liên Vạn Lý liếc nhìn những người trước mặt, tay trái nàng ta chỉ vào đám người ông lão áo đen, thứ cho ta nói thẳng, tất cả các ngươi đều là một đám rác rưởi. Nếu đấu một mình, ai trong các ngươi có thể chịu được một đao của bản vương? Nghe vậy, vẻ mặt của đám người ông lão áo đen lập tức trở nên khó coi. Vốn dĩ họ cho rằng Diệp Huyên mới là người yêu nghiệt nhất, bây giờ xem ra nữ nhân trước mắt này sợ là còn yêu nghiệt hơn cả Diệp Huyên. Thanh Châu này có phải hơi nhiều yêu nghiệt quá rồi không? Một lát sau, ông lão áo đen nặng nề nói, các hạ là Kháo Sơn Vương của đế quốc Đại Vân, còn lão phu đến từ nhà họ Tư Đồ ở thượng giới. Mục tiêu của nhà họ Tư Đồ ta chỉ là Diệp Huyên, nếu các hạ không nhúng tay thì coi như nhà họ Tư Đồ ta nợ các hạ một ân tình, được chứ? Liên Vạn Lý lắc đầu, không được. Nghe vậy, mặt ông lão áo đen xa sầm, các hạ không sợ đế quốc Đại Vân chuốc vạ vào thân sao? Liên Vạn Lý xoay người nhìn Diệp Huyên. Cười đáp, thật ra ban đầu bản vương cũng ghét người này, miệng lưỡi trơn tru, da mặt dày hơn cả tường thành, còn có chút gia trưởng. Hẹp hòi, thù dai, không biết xấu hổ, nhưng... Nói tới đây, nụ cười trên khóe môi nàng ta càng rạng rỡ hơn, lần này Thanh Châu gặp nạn, người người cảm thấy bất an, rất nhiều thế gia tông môn chọn cách tự vệ, thậm chí còn lợi dụng thời buổi loạn lạc để kiếm tiền. Nhưng hắn lại chọn đứng ra bảo vệ Thanh Châu, bản vương chợt phát hiện. Lột bỏ vỏ ngoài của hắn, thực chất hắn là một đấng nam nhi thẳng thắn cương nghị.
Ông lão áo đen nhìn chằm chằm Liên Vạn Lý, các hạ có biết một khi giúp hắn sẽ là địch với nhà họ Tư Đồ ta không? Liên Vạn Lý nhìn ông lão áo đen, cười đáp, là địch thì là địch, ai sợ ai. Dứt lời, nàng ta chỉ vào Diệp Huyên cách đó không xa, bây giờ có bản vương ở đây, ai cũng đừng hòng động tới một cọng tóc gáy của hắn. Nói xong, đao thanh long trong tay nàng ta đột nhiên run dữ dội, một tiếng rồng gầm vọng ra từ trong thanh đao. Thấy thế, vẻ mặt của đám người ông lão áo đen lập tức trở nên khó coi. Người ở Thanh Châu đều không sợ chết sao? Ông lão áo đen nhìn Liên Vạn Lý chầm chầm, được, vậy ta sẽ cho ngươi thấy thực lực của nhà họ Tư Đồ ta. Dứt lời, một lá bùa chú màu vàng đột nhiên xuất hiện giữa hai ngón tay của ông ta. Ngay sau đó, lá bùa chú vàng bay thẳng lên trời. Gọi người. Lúc này, A Tả bước tới cạnh Liên Vạn Lý, nhẹ giọng nói, vương, nhà họ Tư Đồ này là thế lực lớn, thế gia hàng đầu chân chính ở thượng giới trung thổ Thần Châu. Liên Vạn Lý lạnh nhạt nói, khi nào liên minh hộ giới đến, bản vương mới ngừng. A Tả nhìn Liên Vạn Lý, không nói lời nào. Lúc này, Thác Bà Tiểu Yêu đột nhiên lại gần Liên Vạn Lý, nhỏ giọng hỏi, Liên tỷ, tỷ thích Tiểu Diệp Tử phải không? Thích. Liên Vạn Lý chớp mắt, sau đó lắc đầu lia lịa, không không. Sao bản vương có thể thích một người mặt dày như thế được? Quá dày, dày hơn cả tường thành nhà ta. Thác Bà Tiểu Yêu lại hỏi, vậy tỷ có ghét hắn không? Liên Vạn Lý nghĩ ngợi rồi đáp, hắn mặt dày. Thác Bà Tiểu Yêu chẳng hiểu ra sao, câu trả lời kiểu gì đây? Thác Bà Tiểu Yêu vẫn chưa bỏ cuộc, nàng ta còn muốn hỏi gì đó, lúc này, Liên Vạn Lý khom người ghé vào tai nàng ta nói nhỏ, cho dù nữ hài tử thích một người cũng không thể nói ra, phải giấu, nếu không nam nhân sẽ nghĩ ngươi thích hắn, hắn sẽ không lo ngại, không coi ngươi ra gì, hiểu không? Thác Bà Tiểu Yêu chớp mắt như có điều suy nghĩ. Chương 452, cút. Liên Vạn Lý quay đầu nhìn Diệp Huyên cách đó không xa, nghĩ đến cảnh tượng nào đó lúc ở Hoàng Cung Đế Quốc Đại Vân. Tai nàng ta chợt nóng bừng, mặt đỏ ửng, sau đó nàng ta đột nhiên xoay người bổ một đao. Cách đó vài chục trượng, 5, 6 người lập tức bị đao thanh long chém thành hai mảnh. Tất cả mọi người đều sững sờ, nữ nhân này nổi điên gì thế? Ông lão áo đen cũng ngẩn ra, tại sao đang yên đang lành lại ra tay? Liên Vạn Lý vẫy tay phải, đao thanh long bay vào tay nàng ta. Nàng ta lạnh lùng liếc nhìn mấy thi thể bị mình chém thành hai mảnh trước mặt, quá xấu xí, nhìn chướng mắt. Mọi người. Ông lão áo đen nhìn Liên Vạn Lý, lúc này trong mắt ông ta ngoài kiêng dè còn có chút sợ hãi. Vì ông ta phát hiện nữ tử trước mắt này lại là vạn pháp cảnh chân chính. Vạn pháp cảnh chân chính. Đương nhiên ông ta biết sự khác biệt giữa vạn pháp cảnh giả và vạn pháp cảnh chân chính, mà nữ nhân trước mắt này mới bao nhiêu tuổi. Người đời đều ngỡ rằng người yêu nghiệt nhất Thanh Châu là Diệp Huyên, thực ra người yêu nghiệt nhất Thanh Châu hiện nay là nữ nhân trước mắt. Ông lão áo đen nhìn Liên Vạn Lý bằng ánh mắt sâu xa, sau đó quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên cách đó không xa, dù thế nào thì tên Diệp Huyên này cũng phải chết. An Lan Tú. Huyết mạch võ thần. Nhà họ Tư Đồ nhất định phải có được nữ nhân này. Về việc này, nhà họ Tư Đồ không được có bất cứ sai lầm nào. Do đó, dù biết người sau lưng Diệp Huyên có lẽ không đơn giản, nhà họ Tư Đồ vẫn muốn chọn diệt trừ hắn. Diệp Huyên càng yêu nghiệt, nhà họ Tư Đồ càng lo lắng, bởi vì nhà họ Tư Đồ sợ hắn sẽ có được sự chấp nhận của nhà họ An. Đây cũng là nguyên nhân vì sao lần này ông ta lại đích thân đến. Diệp Huyên lặng lặng đứng cách đó không xa. Giác ngộ. Thay vì nói là giác ngộ, đúng hơn nên nói là đang tự suy ngẫm về bản thân. Thế gian rộng lớn, không ai dám nói đạo tâm của mình không bao giờ thay đổi, ngay cả Diệp Huyên hắn cũng từng mờ mịt, thậm chí còn đi nhầm đường. Khi một người có thực lực mạnh mẽ, người đó sẽ dễ dàng đánh mất bản tính, quên đi tâm nguyện ban đầu hơn. Ghi thù thì dễ, nhớ ơn thì khó. Xấu xa thì dễ, tốt lên thì khó. Kẻ thù lớn nhất trong đời một người không phải ai khác mà chính là bản thân. Nghĩ tới đây, hai luồng kiếm ý trên người Diệp Huyên đột nhiên biến mất. Trên sân, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Diệp Huyên. Ông lão áo đen nhìn Diệp Huyên chầm chầm, hai tay nắm chặt, lúc này tim ông ta đã treo lơ lửng trên không trung. Một khi Diệp Huyên đạt tới kiếm hoàng, vậy thì nhà họ An rất có khả năng sẽ chấp nhận Diệp Huyên. Một kiếm hoàng trẻ tuổi như thế, tiền đồ sau này sẽ rộng mở. Cho dù là những thế gia cổ xưa,
Siêu thế lực như nhà họ An và nhà họ Tư Đồ cũng không dám khinh thường thiên tài yêu nghiệt này. Điều quan trọng nhất là dường như An Lan Tú cũng có ý với Diệp Huyên, trong tình huống này, không thể nghi ngờ hy vọng của nhà họ Tư Đồ càng xa vời hơn. Nghĩ đến đây, trong mắt ông lão áo đen hiện lên sát ý. Lúc này, ông ta chợt ngẩng đầu lên, một áp lực vô hình ập xuống từ trên không trung, rất nhiều người trên sân đều lùi lại. Trong mắt mọi người, hai ông lão bước ra từ một khoảng không gian. Ngự pháp cảnh. Nhìn thấy hai người, vẻ mặt ông lão áo đen bỗng trở nên thoải mái hơn, cuối cùng đã đến. Hai người đến chính là hai người được cung phụng của nhà họ Tư Đồ. Ông lão áo đen bước tới trước mặt hai người rồi khom lưng, sau đó ông ta chỉ vào Diệp Huyên và Liên Vạn Lý cách đó không xa. Hai ông lão nhìn Diệp Huyên ở phía xa. Khi nhìn thấy Diệp Huyên, một ông lão trong đó lập tức cách không trưởng về phía hắn. Một trường này khiến không gian nơi Diệp Huyên đứng lập tức trở nên méo mó. Chuyện hệ thống. Mà lúc này, Liên Vạn Lý đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, trường đao trong tay nàng ta chém một phát. Xoẹt. Tiếng xé rách vang lên, chỉ tích tắc không gian nơi Diệp Huyên đứng trở lại bình thường. Trên không trung, ông lão vừa đánh nhìn vào Liên Vạn Lý, vạn pháp cảnh chân chính. Liên Vạn Lý không nói lời nào. Ông lão đang định ra tay thì lúc này, Diệp Huyên sau lưng Liên Vạn Lý bỗng ngẩng đầu đối mặt với ông lão trên không trung, ta và nhà họ Tư Đồ không oán không thù, cũng không muốn gây thù, nhà họ Tư Đồ nhất quyết phải giết ta ư. Ông lão nhìn Diệp Huyên, nếu không gây thù thì cũng được thôi. Nếu ngươi vùng đao tự thiến, thể độc sẽ không bao giờ gặp An Tiểu Thư, ngưng tơ tưởng đến An Tiểu Thư, nhà họ Tư Đồ ta sẽ tha cho ngươi một mạng, cho những người bên cạnh ngươi một con đường sống, thế nào? Nói tới đây, ông lão nở nụ cười, tất nhiên, nếu ngươi không muốn thì có thể bảo vị kiếm tiên sau lưng ngươi xuất hiện. Yên tâm, nhà họ Tư Đồ ta sẽ không lấy nhiều khí, lão phu sẽ đấu một mình với nàng ta. Diệp Huyên lắc đầu, đang định nói thì lúc này, một cô gái váy trắng chợt xuất hiện trước mặt ông lão. Nàng ấy ngẩng đầu nhìn lên tinh không xa xa, nhíu mày lại, thứ đồ chơi rác rưởi gì đây? Dám dòm ngó tới ta, cút! Trên tinh không xa xôi. Một hơi thở đột nhiên rút đi như thủy triều, chỉ chốc lát đã biến mất trong tinh không. Lúc này, ông lão trước mặt cô gái váy trắng bỗng lên tiếng, ngươi chính là vị kiếm tiên kia. Nào, một mình lão phu sẽ đấu với ngươi, để lão phu lĩnh giáo thực lực của ngươi. Cô gái váy trắng rời mắt nhìn sang ông lão, cứ thế mà nhìn ông ta. Sau một lúc sững sờ, mặt Diệp Huyên lập tức trắng bệch, thương hại thầm nói, xong rồi. Thế giới này không thể cứu nữa. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 453, thế nào, người muốn ngăn cản ta? Cô gái váy trắng đứng trên không trung, tóc dài tới eo, mặc bộ váy trắng không nhuốm bụi trần. Nàng ấy để tay phải ra sau lưng, hai vật một đen một trắng nhẹ nhàng chuyển động quanh giữa ngón tay nàng ấy. Nàng ấy cứ vậy đứng trên không trung, trên người không có chút hơi thở dao động. Lúc này trong lòng Diệp Huyên tràn đầy nghi hoặc. Vì cô gái bí ẩn này đã nói hắn phải tự bước đi trên con đường của mình trong tương lai, nàng ấy sẽ không xuất hiện giúp đỡ nữa. Nhưng bây giờ nàng ấy lại xuất hiện. Đây không phải vấn đề quan trọng nhất, điều quan trọng nhất là có khi nào nàng ấy sẽ tiếp tục hủy diệt thế giới không? Vẻ mặt của Liên Vạn Lý lúc này cũng nặng nề, nàng ta đã từng chứng kiến sự đáng sợ của cô gái bí ẩn ở học viện Thương Mộc. Đây đã không còn là người. Nàng ấy còn hơn cả thần thánh. Trong mắt Liên Vạn Lý ngoài vẻ nghiêm túc còn có sự kính trọng và khao khát. Nữ nhân phải tự cố gắng vươn lên, giống như người trước mắt, không thích cái gì là có thể hủy diệt thế giới. Lúc này đám người Mạc Vân Khởi cũng phấn khích, vì họ đã từng thấy cô gái váy trắng ra tay, chắc chắn là mạnh không ai bằng. Đương nhiên, nếu họ biết cô gái váy trắng trước mắt này suýt nữa đã đánh sập thế giới bằng một kiếm thì sẽ không phấn khích nữa. Trên không trung, vào khoảnh khắc cô gái váy trắng xuất hiện, vẻ mặt của ông lão trước mặt nàng ấy cũng lập tức trở nên nghiêm túc. Vì ông ta không phát hiện ra cô gái váy trắng này đã xuất hiện như thế nào. Không đơn giản. Đây là suy nghĩ trong đầu ông lão lúc này, ông ta cũng hoàn toàn thu hồi lòng khinh thường. Ông lão lướt về sau 100 trượng, khi dừng lại, một sợi xích sắt đen bỗng xuất hiện trong tay ông ta, ở cuối sợi xích là một mỏ neo cực to màu đen. Ông lão nhìn chằm chằm vào cô gái váy trắng. Huyền khí trong cơ thể ông ta không ngừng tuôn ra ngoài, những huyền khí này điên cuồng rót vào xích sắt trong tay ông ta, chỉ chốc lát một áp lực vô hình như sóng chấn động trào ra từ cơ thể ông ta.
Phía dưới, vô số người nhao nhao lùi lại. Ngự pháp cảnh, có thể nói kiểu cao thủ này thực sự có thể hủy thiên diệt địa. Mà cách đó không xa, cô gái váy trắng thậm chí không thèm nhìn ông lão. Nàng ấy ngẩng đầu lên nhìn, tầm mắt xuyên thấu qua tầng tầng không gian, đi sâu vào trong tinh không. Không biết nhìn thấy thứ gì, lông mày nàng ấy khẽ trao lại, cùng lúc đó, nàng ấy chậm rãi nắm chặt tay phải. Lúc này, đối diện cô gái váy trắng, một hơi thở mạnh mẽ đột nhiên cuộn trào ra khỏi cơ thể ông lão, mà chiếc mỏ neo màu đen trong tay ông ta chợt chấn động mãnh liệt, từng nguồn sức mạnh hủy thiên diệt địa liên tục ào ra từ nó, giờ phút này cả mặt đất cũng đang dần nứt toác ra từng khúc vì nó. Phía dưới, vô số người kinh hãi, nhanh chóng lùi nhanh lại lần nữa. Ông lão nhìn cô gái váy trắng chằm chằm, vẻ mặt hơi dữ tợn, kiếm tiên, mau lấy kiếm của ngươi ra đi. Kiếm tiên. Đương nhiên ông ta không sợ kiếm tiên, vì trong số những người được nhà họ Tư đồ cung phụng cũng có kiếm tiên, ông ta thường xuyên luận bàn với kiếm tiên, hơn nữa còn là thắng nhiều thua ít. Nên biết rằng ông ta không phải ngự pháp cảnh bình thường, mà là bán bộ ngự pháp cảnh chân chính. Nghe thấy lời nói của ông lão, cô gái váy trắng bỗng nhiên rời mắt nhìn sang ông lão trước mặt, tay phải ông ta nắm chặt sợi xích sắt đen, ông ta gào thét sao vẫn chưa lấy kiếm. Coi thường lão phu ư. Vẻ mặt cô gái váy trắng hờ hững, nàng ấy chỉ lặng lặng nhìn ông lão. Nhìn thấy ánh mắt của cô gái váy trắng, ông lão lập tức nổi giận. Đây là coi thường, không đúng, đây là ánh mắt không thèm để ý. Vẻ mặt ông lão trở nên dữ tợn, nữ nhân, ngươi sẽ trả giá bằng máu vì sự khinh thị của ngươi. Dứt lời, ông ta cầm xích sắt nện mạnh về phía cô gái váy trắng, xích sắt bay ra, chiếc mỏ neo lớn màu đen cũng bắn vụt ra. Mỏ neo ẩn chứa uy thế lớn mạnh gần như có thể rời núi lấp biển, không khí ở những người nó đi qua lập tức nát bấy, ngay cả không gian cũng chấn động vì nó. Uy thế như vậy, sức mạnh như vậy đã có quyền năng của trời đất. Nhưng cô gái váy trắng vẫn không nhúc nhích, sau khi nguồn sức mạnh mà ông lão phóng ra tới trước mặt cô gái váy trắng thì lập tức biến mất không còn tung tích. Mà khi chiếc mỏ neo đen xé rách không khí đến trước mặt nàng ấy, hai mắt nàng ấy khẽ nheo lại, kiếm quang lóe lên trong mắt. Chiếc mỏ neo lớn màu đen kia lập tức rạn nứt, sau đó từng tiếng vèo vang lên. Vèo. Một tia kiếm quang xuyên thủng qua giữa hai đầu lông mày ông lão, cơ thể ông ta trở nên cứng đờ. Tất cả mọi người ngây ra như phỗng. Máu tươi liên tục tuôn ra giữa hai đầu lông mày của ông lão. Ông ta hơi đờ đẫn nhìn cô gái bí ẩn trước mặt không xa, ngươi. Ngươi không phải kiếm tiên. Ngươi là đại kiếm tiên. Đại kiếm tiên. Tuy chỉ nhiều hơn kiếm tiên một từ, nhưng lại khác biệt một trời một vực. Đại kiếm tiên tương đương với ngự pháp cảnh chân chính. Kiểu cao thủ này có thể được coi là đứng đầu thanh thương giới. Sau khi nghe thấy lời ông lão nói, vô số người ở phía dưới lập tức sững sờ. Đại kiếm tiên. Nên biết rằng trong khắp thanh thương giới, đại kiếm tiên sợ là không có quá 5 người. Ít nhất thì có không quá 5 người được biết đến. Mà bây giờ, ở đây có một người. Cô gái váy trắng liếc nhìn ông lão, vẻ mặt hờ hững của nàng ấy vẫn không chút thay đổi. Ở bên cạnh, trong mắt ông lão áo đen và ông lão ngự pháp cảnh khác tràn đầy kiêng dè. Nhà họ Tư đồ có kiếm tiên để cung phụng, nhưng lại không có đại kiếm tiên. Ngay cả gia tộc quyền thế ngập trời như nhà họ Tư đồ cũng hoàn toàn không dám có chút khinh thị với loại cao thủ cấp bậc này. Lúc này, Diệp Huyên bước tới sau lưng cô gái váy trắng. Hắn đang định nói thì cô gái váy trắng đột nhiên lắc đầu, thế giới của các ngươi sợ là sắp xong rồi. Diệp Huyên sửng sốt, sau đó vội vàng nói tiền bối, đừng mà. Ta nghĩ tuy thế giới này có rất nhiều người xấu, nhưng cũng có rất nhiều người tốt. Còn vô số những người dân kia nữa, họ rất vô tội. Người đừng làm bậy mà. Lúc này hắn thật sự hơi luống cuống. Thế giới này có bằng hữu, huynh đệ của hắn. Bằng hữu huynh đệ của hắn còn có gia tộc của mình. Nếu cô gái bí ẩn dùng một kiếm đánh sập thế giới này, tất cả mọi người đều xong đời. Mặc dù đôi khi Diệp Huyên hắn muốn giết rất nhiều người, ví dụ như mấy trăm người trước mắt này, hắn muốn giết chết tất cả họ, nhưng bắt hắn tàn sát tất cả mọi người trên thế giới, hắn thực sự không làm được. Cô gái váy trắng ngoảnh đầu lại nhìn Diệp Huyên, làm bậy. Ngươi sợ ta lại tung một kiếm hủy diệt thế giới này. Diệp Huyên cười ngượng ngùng, tiền bối lương thiện như thế, hẳn sẽ không làm vậy đâu. Cô gái váy trắng cười nhạt, nếu ta nhất quyết phải hủy diệt thế giới này bằng một kiếm thì sao? Thế nào, ngươi muốn ngăn cản ta? Diệp Huyên lắc đầu, thứ nhất,
tiền bối có ơn với ta, ta không phải một kẻ lấy oán trả ơn. Thứ hai, nếu không có tiền bối, ta đã sớm chết không biết bao nhiêu lần, ngăn cản người. Ta không có tư cách, cũng không có thực lực này. Chương 454, ngày khác gặp lại ở Vân Đoan. Nhưng nếu ta có thực lực, chắc chắn ta sẽ ngăn cản tiền bối. Cô gái váy trắng nhìn hắn một lúc lâu, cuối cùng nàng ấy khẽ gật đầu, vẻ mặt hơi nhẹ nhàng, kiếm tu thì phải thẳng lưng làm người, phải thẳng lưng mới không thể mất đi tín niệm và nguyên tắc làm người ngay cả khi đối mặt với kẻ mạnh hơn mình gấp nghìn lần. Nghe vậy, vẻ mặt Diệp Huyên trở nên nhẹ nhõm, xem ra thế giới này có lẽ tạm thời sẽ không biến mất. Cô gái váy trắng bỗng nhiên lại nói, ngươi cho rằng một kiếm ta dùng ở học viện thương mộc là thật sự muốn hủy diệt thế giới này. Diệp Huyên cau mày, một kiếm đó của tiền bối có hàm ý khác. Cô gái váy trắng ngẩng đầu lên nhìn tinh không xa xăm, một lát sau, nàng ấy nhẹ giọng đáp, ta đã từng nói với ngươi, có người ở nơi sâu trong tinh không đang dò mó thế giới của các ngươi, mà hơi thở của người kia đã thâm nhập vào thế giới này, hơn nữa còn bày ra một đại trận vô hình. Một kiếm đó của ta đã khiến trận này bị trọng thương, có điều ta cũng không dám dùng hết sức. Nếu ta tận sức, đừng nói là thế giới của các ngươi, vũ trụ của các ngươi cũng sẽ bị phá hủy. Diệp Huyên. Cô gái váy trắng đưa mắt nhìn sang Diệp Huyên, sợ dĩ lần này ta xuất hiện là vì người kia đang tìm ta. Sau đó thì sao? Diệp Huyên hỏi theo bản năng. Cô gái váy trắng hờ hững đáp, ta nhìn đối phương, sau đó bảo đối phương cút. Diệp Huyên. Cô gái váy trắng lại ngẩng đầu lên nhìn sâu trong tinh không, một lát sau, nàng ấy nhìn về phía Diệp Huyên, sau khi một người mạnh tới một trình độ nhất định, họ sẽ không còn cái gọi là nhân tính. Trong mắt họ chỉ có đại đạo, chỉ có trường sinh, mọi thứ còn lại đều là con kiến hôi. Còn trong mắt ta, ngoại trừ một người, mọi thứ còn lại cũng là kiến hôi, ngươi có hiểu không? Diệp Huyên gật đầu, tiền bối yên tâm, ta sẽ không ỷ lại người quá mức. Cô gái váy trắng gật đầu, ngươi được tháp này chấp nhận là duyên phận. Tháp này không phải thứ dung tục, nếu nó có chín đạo tắc, ngay cả ta cũng không dám khinh thường sức mạnh của nó. Nhưng ngươi phải nhớ rằng đây cũng là thứ nguy hiểm, ngoại trừ những thứ bị nhốt trong tháp còn có rất nhiều cao thủ đang tìm kiếm nó. Một khi để họ biết tháp này ở trong cơ thể ngươi, với tình hình của ta hiện tại khó mà bảo vệ được ngươi. Diệp Huyên gật đầu, đã hiểu. Cô gái váy trắng đột nhiên chỉ vào cao thủ ngự pháp cảnh của nhà họ Tư Đồ cách đó không xa, giết ông ta. Diệp Huyên ngạc nhiên. Cô gái váy trắng nói, nếu ngươi không giết được ông ta, ta sẽ cưỡng ép tách tháp này ra khỏi ngươi, đồng thời giết sạch toàn bộ kẻ thù của ngươi ở thế giới này, để ngươi hưởng thụ vinh hoa suốt đời. Còn ta sẽ mang tháp này rời đi, hay chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau. Còn nếu ngươi giết được ông ta sẽ để tháp này lại cho ngươi. Có điều ta vẫn sẽ rời đi, ngươi sẽ tự đối diện với mọi chuyện sau đó. Diệp Huyên nặng nề hỏi, tại sao? Tiền bối, ta thật sự không hiểu. Cô gái váy trắng hờ hững đáp, nếu ngươi muốn tu hành và bước lên đỉnh của thế giới kia, vậy thì ngươi phải tự đi cả đoạn đường. Con đường tu đạo chỉ có thể dựa vào bản thân mình mà đi. Diệp Huyên im lặng. Hắn hiểu ý của cô gái váy trắng. Ý của nàng ấy rất đơn giản. Nếu hắn chọn điều đầu tiên thì hắn sẽ không có bất cứ rắc rối gì, chẳng những không có rắc rối mà còn có thể đạt tới đỉnh cao của thế giới này chỉ trong phút chốc. Nhưng nếu chọn điều thứ hai, điều đó có nghĩa là hắn phải dựa vào chính mình cố gắng trên cả đoạn đường, phải phấn đấu, phải nỗ lực. Một cái là đường tắt. Cái còn lại là vô số đường vòng. Diệp Huyên im lặng một lúc rất lâu, cuối cùng hắn quay mặt về phía ông lão ngự pháp cảnh cách đó không xa, ta chọn điều thứ hai. Dứt lời, một hơi thở mạnh mẽ đột nhiên cuộn trào ra khỏi cơ thể hắn. Kiếm Hoàng. Bên cạnh Diệp Huyên, trong mắt cô gái váy trắng có chút mừng rỡ, nàng ấy nhẹ giọng bảo, kiếm đạo cũng giống như đời người, không ngại đường tắt. Nếu ngươi chọn điều thứ nhất, tình cảm trước đây tự nhiên bụi về với bụi, đất về với đất. Ngươi đã chọn điều thứ hai thì để ngày khác gặp lại ở Vân Đoan. Nói xong, nàng ấy cúi đầu nhìn tay phải của mình. Lúc này tay phải nàng ấy đã bắt đầu dần mờ đi, phân thân này cũng nên biến mất rồi. Chương 455, Kiếm Thế Thiên Địa. Người, chỉ có thể dựa vào bản thân mình. Đây là suy nghĩ của Diệp Huyên. Nếu chuyện gì cũng cần cô gái bí ẩn làm giúp hắn, vậy cuộc đời này còn có ý nghĩa gì nữa? Diệp Huyên đi về phía ông lão ngự pháp cảnh ở cách đó không xa. Ngự pháp cảnh. Hắn từng giao thủ với tả viện sứ của học viện Thương Mộc, lần đó. Đối phương đã tự hạ thấp cảnh giới, nhưng hắn vẫn hoàn toàn thất bại,
Đương nhiên, hắn lúc trước hoàn toàn không thể sánh bằng hắn lúc này được. Đấu với ngự pháp cảnh. Diệp Huyên nắm chặt kiếm Liên Tú trong tay, đối mặt với đám cao thủ này, nếu nói không áp lực thì chắc chắn là giả. Nhưng dù có áp lực hơn nữa cũng phải đánh. Nhìn thấy Diệp Huyên đi tới, ông lão ngự pháp cảnh kia chậm rãi nắm chặt tay phải, ông ta không hề có chút lòng tin nào với việc đánh nhau cùng cô gái bí ẩn, nhưng đánh Diệp Huyên, ông ta vẫn có lòng tin. Dù bây giờ Diệp Huyên đã trở thành kiếm hoàng, nhưng ông ta vẫn tự tin như cũ. Diệp Huyên đi tới nơi cách ông lão mấy chục trượng, hắn kia kiếm Liên Tú trong tay về phía ông lão, không phí thời gian nữa, nhất kiếm định sinh tử đi. Dứt lời. Kiếm thế ngất trời phát ra từ kiếm Liên Tú trong tay hắn, kiếm thế mạnh mẽ không ngừng lan tràn về bốn phía như thủy triều. Kiếm thế thiên địa. Bây giờ hắn đã có thể ngưng tụ kiếm thế từ thiên địa và không gian rồi, dù hắn chưa đạt đến vạn pháp cảnh, nhưng kiếm thế này đã đạt đến vạn pháp cảnh. Diệp Huyên không nhiều lời một câu, nâng thanh kiếm xông về phía ông lão. Trong lòng Diệp Huyên vô cùng quyết tâm. Ngươi không chết thì chính là ta chết. Nhận ra được sức mạnh trong chiêu kiếm này, vẻ mặt ông lão lập tức trở nên nghiêm túc. Lúc này ông ta mới phát hiện mình đã đánh giá thấp Diệp Huyên rồi. Ông lão không dám nghĩ nhiều nữa, vung người nhảy lên, hai tay hơi giang ra kéo một cái trong hư không, không gian trước mặt ông ta lập tức vặn vẹo, cả chiêu kiếm của Diệp Huyên cũng vặn vẹo theo. Cảnh giới áp chế. Lúc này, kiếm Liên Tú trong tay Diệp Huyên chợt trở nên tối tăm. Kiếm ý ác niệm. Chuyện đề cử, Bạch Tiên Sinh, tôi muốn ly hôn. Khi kiếm ý ác niệm xuất hiện, không gian vặn vẹo dần biến mất. Nhận ra điều này, sắc mặt ông lão lập tức thay đổi, trong mắt đầy vẻ khó tin, sao có thể, sao ngươi có thể lay động không gian được. Lúc này, thanh kiếm trong tay Diệp Huyên nhanh chóng tiến lên. Di chuyển tới vị trí cách giữa lông mày của ông lão mấy tấc, nhưng suy cho cùng thanh kiếm vẫn không đâm vào được. Vì hai tay của ông lão đã giữ chặt thân kiếm Liên Tú lại. Nhưng một giây sau, một thanh kiếm lại bay ra từ trong hộp kiếm ở phía sau Diệp Huyên. Cùng lúc đó, Diệp Huyên giơ kiếm về phía trước, xoay tròn một cái. Xoẹt! Có tiếng xé rách vang lên, ông lão lùi về sau trăm trượng, nhưng một cánh tay của ông ta đã bị chiêu kiếm đó của Diệp Huyên chém tới tận gốc. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt mọi người xung quanh thay đổi. Không ngờ Diệp Huyên có thể đánh thắng ngự pháp cảnh. Đừng nói tới những người bên dưới, dù là Diệp Huyên lúc này cũng hơi sửng sốt, mình thật sự có thể đánh thắng ngự pháp cảnh ư. Như biết rõ suy nghĩ của Diệp Huyên, cô gái váy trắng đột nhiên nhẹ giọng nói, có rất nhiều chuyện, nếu ngươi không làm, ngươi sẽ mãi mãi không biết mình xuất sắc đến mức nào. Xuất sắc. Ông lão cụt tay cách đó không xa gần giọng nói, để ta xem sư đồ các ngươi xuất sắc đến mức nào. Dứt lời, ông ta mở tay ra, một lá bùa màu vàng bay lên trời, bay thẳng vào trong mây. Gọi người. Lại muốn gọi người. Diệp Huyên im lặng, nhưng trong lòng có một cơn lửa giận đang thiêu đốt. Từ Thanh Châu đến bây giờ, trên con đường hắn đi, đầu tiên là học viện thương mộc và thế giới ngầm, sau đó là hợp Hoan Tông và Hoan Tiếu Môn. Đến nay là nhà họ Tư Đồ, những thế lực này, những người này, không chỉ một lần muốn hắn chết. Có chịu thôi đi không? Lúc này, cô gái váy trắng đi tới bên cạnh Diệp Huyên, ngươi bây giờ chỉ đang đấu với người, đấu với mình thôi. Đợi đến một ngày nào đó, ngươi sẽ phải đấu với trời, với vận mệnh, với luân hồi. Diệp Huyên cười khổ, sống như vậy mệt mỏi quá. Cô gái váy trắng quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên, vậy ngươi chọn điều thứ nhất. Ta sẽ giải quyết tất cả kẻ thù ở giới này thay ngươi. Diệp Huyên lắc đầu. Vì sao? Cô gái váy trắng hỏi. Diệp Huyên ngẫm nghĩ một lát, sau đó nói, ta hy vọng một ngày nào đó mình có thể nhìn thấy người, mà khi đó, ta mong là ta đủ mạnh. Cô gái váy trắng nhìn Diệp Huyên rất lâu, cuối cùng, nàng ấy nở nụ cười này khiến thiên địa vạn vật như mất đi màu sắc. Đáng tiếc Diệp Huyên vẫn không thể nhìn thấy khuôn mặt của nàng ấy. Diệp Huyên chần chừ một lát, sau đó nói, đến giờ, ta vẫn không biết tiền bối xưng hô thế nào. Cô gái váy trắng lắc đầu, người khác đặt cho ta một vài biệt danh, nhưng ta đều không thích. Mà tên thật của ta chỉ một người trên đời này có thể gọi. Tương lai, nếu ngươi có thể rời khỏi thế giới này, lúc ta và ngươi gặp lại, ngươi sẽ có thể biết họ tên của ta. Diệp Huyên gật đầu, ta sẽ cố gắng. Cô gái đột nhiên tiến lên một bước, lúc này... Nàng ấy và Diệp Huyên cách nhau rất gần, tay phải nàng ấy nhẹ nhàng đặt lên mặt Diệp Huyên,
Trong mắt mang theo ý nghĩ khó mà nói rõ, ta rất hâm mộ muội muội của ngươi. Hâm mộ Liên Nhi. Diệp Huyên ngây người, đang định lên tiếng, lúc này, một hơi thở mạnh mẽ đột nhiên kéo đến từ phía chân trời. Người đến rồi. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, một không gian đột nhiên nứt ra, một người đàn ông trung niên đi ra từ trong không gian, gã ta mặc một bộ trường bào thêu rồng, tóc dài xõa ngang vai, giữa lông mày mang theo khí phách không giận mà uy. Người đến chính là gia chủ đương thời của nhà họ Tư Đồ Hoang. Nhìn thấy Tư Đồ Hoang, những cao thủ của nhà họ Tư Đồ đang có mặt đều hành lễ, bái kiến gia chủ. Tư Đồ Hoang gật nhẹ đầu, sau đó gã ta nhìn về phía cô gái váy trắng cách đó không xa, khi thấy cô gái váy trắng, gã ta nhíu mày lại. Vì gã ta không nhìn ra sâu cạn của cô gái này. Lúc này, vẻ mặt Tư Đồ Hoang dần trở nên hơi nặng nề, ban đầu gã ta còn muốn ra tay, nhưng bây giờ phải tạm thời bỏ đi suy nghĩ này thôi. Tư Đồ Hoang nhìn cô gái váy trắng. Nặng nề nói, ta có biết sơ qua kiếm tiên nổi tiếng của thanh thương giới này, nhưng chưa từng nhìn thấy các hạ, lẽ nào các hạ không phải người của thanh thương giới? Hay là... Lúc này, sắc mặt Tư Đồ Hoang hoàn toàn thay đổi, vì chẳng biết cô gái váy trắng đã xuất hiện trước mặt gã ta vào lúc nào, cùng lúc đó, một thanh kiếm khí hư ảo đã chĩa vào giữa lông mày của gã ta. Nhìn thấy cảnh này, mọi người đều sững sờ. Tư Đồ Hoang cũng vô cùng khó tin. Vì gã ta còn không nhìn thấy cô gái váy trắng ra tay khi nào. Đây hoàn toàn không phải kiếm tiên hay đại kiếm tiên gì đó, mà còn là tồn tại hơn cả thế nữa. Sắc mặt Tư Đồ Hoang lập tức tái nhợt, gã ta biết lần này nhà họ Tư Đồ gặp rắc rối rồi. Lúc này, gã ta đã hỏi thăm 18 đời họ hàng học viện Thương Mộc và người hộ giới một lượt rồi. Chương 456, ta đợi ngươi trên đoan vân. Học viện Thương Mộc và người hộ giới đã che giấu chân tướng. Dù trong lòng cực kỳ ngạc nhiên, nhưng Tư Đồ Hoang vẫn nhanh chóng bình tĩnh lại, gã ta nhìn về phía cô gái váy trắng, các hạ, là nhà họ Tư Đồ của ta đường đột mạo phạm, chúng ta. Lúc này, cô gái váy trắng đã đâm kiếm về phía trước. Phập! Thanh kiếm lập tức xuyên qua giữa lông mày của Tư Đồ Hoang. Những cao thủ của nhà họ Tư Đồ ở bên dưới ngây người ra, đặc biệt là ông lão áo đen, lúc này, cả người ông ta không ngừng run rẩy. Lúc này, cô gái váy trắng nhìn về phía Diệp Huyên cách đó không xa, tuy tháp trong người ngươi có ba thanh kiếm chấn áp, nhưng chưa đến mấy năm nữa, những thực lực trong tháp đều đang không ngừng hồi phục, và lại chủ nhân của hai thanh kiếm khác và bản thể của ta đều cách giới này khá xa, khó mà chú ý đến được. Vì vậy một vài tồn tại trong tháp đang dần thức tỉnh, cộng với việc ta đã ra tay quá nhiều, tháp này khó mà chịu được, phong ấn có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Nói đến đây, nàng ấy chậm rãi đi đến trước mặt Diệp Huyên, ta sẽ biến phân thân này thành một tia kiếm khí chấn áp tháp, nhưng cũng không giữ được lâu, nhiều nhất là một năm. Trong vòng một năm, ngươi nhất định phải nhanh chóng tìm thấy đạo tắc, có được truyền thừa của tháp này, nếu không ngươi sẽ chết chắc. Phân thân. Đầu óc Diệp Huyên trống rỗng, cô gái bí ẩn trước mặt chỉ là một phân thân. Một phân thân đã mạnh đến thế, vậy bản thể của nàng ấy sẽ thế nào chứ? Cô gái váy trắng đột nhiên dùng hai tay nâng má Diệp Huyên lên, dịu dàng nói, nhớ kỹ, không ai có thể giúp ngươi cả đời. Ta đợi ngươi trên vân đoan. Dứt lời, nàng ấy dần trở nên mờ ảo. Diệp Huyên ngơ ngác, hắn vội giữ lấy cô gái, nhưng chỉ nắm được không khí, vì cô gái váy trắng đã hoàn toàn trở thành trong suốt. Cứ thế, cô gái ngày càng mờ đi. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, là ta hại người sao? Cô gái váy trắng đáp, chỉ là một phân thân mà thôi. Nhiệm vụ của phân thân này là đến giới này tìm ngươi, tìm thấy ngươi rồi thì nó cũng không cần tồn tại làm gì nữa. Sở dĩ ở lại trong tháp lâu như vậy chỉ là muốn ở bên cạnh ngươi thêm. Đáng tiếc tháp này không yên ổn, ta nhất định phải trấn áp nó, nếu không nó bị hủy rồi, với sức mạnh của phân thân này của ta thật sự khó có thể bảo vệ được ngươi. Nhớ kỹ, nhất định phải đến tìm ta, vì bản thể cách giới này quá xa, ta đã không thể liên lạc được nữa, sợ làm vỡ phong ấn của tháp này. Vì thế, bản thể của ta vẫn không biết ta đã tìm thấy ngươi, có lẽ nàng ấy vẫn đang tìm ngươi trong vũ trụ vô tận xung quanh. Nói đến đây, nàng ấy ngẩng đầu nhìn tinh không nơi chân trời, nhẹ giọng nói, ta đã liên lạc với phân thân ở gần nơi này nhất rồi, nếu nàng ấy nhận được tin tức của ta nhất định sẽ đến đây ngay, mong là đến kịp. Dứt lời, cơ thể cô gái váy trắng hoàn toàn biến mất, một tia kiếm quang lặng lẽ xuất hiện trên không của tháp giới ngục trong người hắn. Tia kiếm quang này đi thẳng vào trong thanh kiếm bên phải,
thanh kiếm kia rung lên dữ dội, cả tháp giới ngục bị một luồng kiếm quang bao phủ. Lúc này, một tiếng rít gào chói tai vang vọng trong tháp, nữ nhân đáng chết, đáng chết, đáng chết, nếu bản chủ ra khỏi tháp này, chắc chắn sẽ chém ngươi và chủ nhân của ngọn tháp thành nghìn mảnh, lột da chóc thịt, ghim linh hồn hai ngươi lên trụ chu hồn thiêu đốt mãi mãi. Thanh kiếm bên phải trong tháp giới ngục chợt rơi xuống một chút. Ầm, cả tháp lại rung lên một lần nữa, mà âm thanh kia trong tháp cũng ngày càng yếu, một lát sau đã hoàn toàn biến mất. Diệp Huyên ở bên ngoài tháp giới ngục như gặp phải một đòn nghiêm trọng, chậm rãi rơi xuống từ trên không trung. Lúc này, một không gian ở chân trời xa xa đột nhiên nứt ra, một người đàn ông trung niên xuất hiện ở đó. Lục tôn chủ của Liên minh hộ giới. Lục tôn chủ nhìn vào chỗ cô gái váy trắng vừa đứng khi nãy, trong lòng gã ta thả lỏng, cuối cùng cũng biến mất rồi. Nói đến đây, gã ta lại nhìn Diệp Huyên đang rơi xuống dưới, vốn dĩ gã ta định ra tay, nhưng dường như nghĩ đến điều gì, trong mắt gã ta hiện lên vẻ kiêng dè, vì thế, gã ta lại dừng lại. Một lát sau, Lục tôn chủ quay đầu, lạnh lùng nói, phát ra lệnh truy nã ở thương giới, Diệp Huyên xúc phạm quy tắc của giới, người của thanh thương giới đều phải tiêu diệt. Chỉ cần ai giết được hắn sẽ có thể lấy được một bảo vật bậc thiên, một võ ký bậc thiên, một công pháp bậc thiên, 100 triệu linh thạch cực phẩm. 5 linh mạch cực phẩm. Nói đến đây, gã ta nhìn thi thể của Tư Đồ Hoang bên dưới, lại nói thêm, nhưng người của liên minh hộ giới ta không được ra tay với hắn. Chẳng mấy chốc, cái tên Diệp Huyên đã truyền khắp thanh thương giới. Vì Diệp Huyên xếp thứ hai trên bảng truy nã của thương giới. Mà hắn lại là người yếu nhất trong những người bị truy nã, thần hợp cảnh, dù là người đứng thứ 10 cũng là vạn pháp cảnh. Hơn nữa còn là một vị đao hoàng. Chương 457, ta xem ai dám. Lục tôn chủ trên không trung nhìn chằm chằm Diệp Huyên đang rơi xuống, gã ta từng muốn ra tay rất nhiều lần, tiêu diệt mối họa trước mắt này. Muốn giết Diệp Huyên là vì hai lý do, thứ nhất là vì cô gái váy trắng. Ở thanh thương giới này, liên minh hộ giới không cho phép một ai có thể khiêu chiến quyền uy của bọn họ, mà cô gái váy trắng lại liên tục giết mấy người của liên minh hộ giới. Chuyện này khiến liên minh hộ giới vô cùng nhục nhã. Dù bọn họ đã phong tỏa tin tức, nhưng trên đời làm gì có bức tường nào không lọt gió, một vài thế lực lớn ở Trung Thổ Thần Châu cũng đã biết chuyện này có ảnh hưởng rất lớn với danh tiếng của liên minh hộ giới. Trước đó, không có thế lực nào dám tùy tiện ra tay với liên minh hộ giới cả. Dù là một vài thế gia siêu cấp ví dụ như nhà họ An cũng không dám tùy tiện đối đầu với liên minh hộ giới. Mà bây giờ, liên minh hộ giới liên tục có mấy người bị giết chết, mà bọn họ lại không trả thù. Điều này khiến liên minh hộ giới không còn là tồn tại như thần thánh không thể xâm phạm trong lòng một vài thế lực và tông môn hàng đầu nữa. Cũng như bây giờ, Trung Thổ Thần Châu đã có rất nhiều thế lực bắt đầu bằng mặt không bằng lòng với liên minh hộ giới. Mà tất cả mọi thứ đều là vì cô gái váy trắng và Diệp Huyên. Đương nhiên bọn họ không dám động vào cô gái váy trắng. Nhưng bọn họ không sợ Diệp Huyên này. Đặc biệt là bây giờ, cô gái váy trắng đã rời đi. Nguyên nhân thứ hai cũng là nguyên nhân quan trọng nhất, đó là Diệp Huyên quá yêu nghiệt. Hơn nữa bây giờ Diệp Huyên còn muốn bảo vệ Thanh Châu, điều này khiến bọn họ không thể không tiêu diệt Diệp Huyên. Vì bọn họ rời khỏi Thanh Châu là muốn vứt bỏ Thanh Châu và Thương Lan Châu. Làm yếu đi linh khí của hai châu, lấy được bản nguyên, gìn giữ Trung Thổ Thần Châu. Chỉ khi bản nguyên của Trung Thổ Thần Châu nuốt chửng bản nguyên của Thanh Châu và Thương Lan Châu, mới có thể chậm rãi khôi phục được. Mà Diệp Huyên lại muốn bảo vệ Thanh Châu. Dù rất muốn tự mình ra tay, nhưng tiếc là gã ta vẫn không dám ra tay. Vì gã ta biết cao thủ như cô gái váy trắng không thể thật sự ngã xuống, mà bây giờ, với thực lực của liên minh hộ giới ở thanh thương giới, bọn họ hoàn toàn không có cách nào khống chế cô gái váy trắng, cũng may bây giờ dường như cô gái đã rời đi rồi. Dù vậy, gã ta vẫn không dám mạo hiểm. Cách duy nhất chính là mượn đao giết người. Để người khác nhằm vào Diệp Huyên. Trung Thổ Thần Châu có nhiều nhất là cao thủ. Diệp Huyên chậm rãi rơi xuống dưới, Liên Vạn Lý đột nhiên bay lên ôm lấy hắn, sau đó đáp xuống đất, sắc mặt Diệp Huyên lúc này cực kỳ tái nhợt. Cả người không ngừng run rẩy, tựa như đang chịu đựng đau đớn kinh khủng nào đó. Nhìn thấy cảnh này, những cao thủ Trung Thổ Thần Châu cách đó không xa lập tức dục già dục dịch. Liên Vạn Lý lấy một viên đan dược màu tím ra cho Diệp Huyên ăn vào, nhưng cũng không đỡ hơn, nàng ta lập tức nhíu mày. Giết Diệp Huyên, có công pháp bậc thiên, võ ký bậc thiên, bảo vật bậc thiên, còn có 100 triệu linh thạch cực phẩm. Lúc này,
Trong đám người cách đó không xa đột nhiên có người gào thét. Sau đó, một tia hồng quang bay lên trời, chân trời xuất hiện một màn ánh sáng rất lớn, từ trên xuống dưới trên màn ánh sáng có 10 cái tên màu máu. Mà người thứ hai chính là Diệp Huyên. Bảng truy nã thương giới. Đây là một bảng truy nã của thanh thương giới, do người hộ giới lập nên, chuyên dùng để truy sát một vài người xúc phạm đến quy tắc của thanh thương giới. Có thể nói chỉ cần lên bảng này, cũng có nghĩa là cả thanh thương giới đều sẽ không tha cho hắn. Bây giờ, Diệp Huyên lên cái bảng này, chắc chắn hắn đã phạm vào chuyện gì, mà bây giờ, giết Diệp Huyên chính là trừ gian diệt ác. Bảng truy nã. Liên Vạn Lý ngẩng đầu nhìn lên không cha, nàng ta chậm rãi siết chặt tay lại, ánh mắt nghiêm túc. Phiền phức rồi. Lúc này thật ra Diệp Huyên vẫn còn chút tỉnh táo, nhưng vẫn không thể khống chế đầu óc và cơ thể mình, vì phản phệ thật sự quá đau đớn. Hắn biết cô gái váy trắng không diệt trừ liên minh hộ giới đã rời đi, mình gặp phiền phức lớn rồi. Mà cũng chịu thôi, vì đây là sự lựa chọn của hắn. Hắn lựa chọn con đường mình đi, dù gặp phải cái gì, hắn cũng cần tự mình đối mặt. Thật ra hắn rất muốn lựa chọn một lần nữa. Ngôn Tình tổng tài. Diệp Huyên cắn đầu lưỡi của mình, không cho mình hôn mê, với tình huống của hắn bây giờ, nếu hôn mê thì e rằng sẽ không tỉnh lại được nữa. Sung Cao Ưng, những cao thủ đến từ Trung Thổ Thần Châu nhìn thấy cô gái váy trắng đi rồi thì lập tức to gan hơn. Thật sự là tài nguyên ở Thanh Châu này quá hấp dẫn, nếu bây giờ rời đi, bọn họ thật sự thấy không cam lòng. Báo thù cho gia chủ. Lúc này, một cao thủ vạn pháp cảnh của Tư Đồ ra thét lên, một giây sau, gã ta xông về phía Diệp Huyên. Lúc này, Liên Vạn Lý bổ đao thanh long về phía trước, từng đao phá không bay ra. Cao thủ vạn pháp cảnh kia lập tức bị đánh lui gần trăm trượng. Mọi người nhìn về phía Liên Vạn Lý. Nàng ta lạnh lùng nhìn mấy trăm người trước mặt, để ta xem ai dám. Mọi người cùng xông lên. Một cao thủ vạn pháp cảnh nói, giết hai người này, lấy được tiền thưởng và bảo vật của Thanh Châu, cả đời mọi người không phải lo đến tài nguyên tu luyện nữa. Mấy trăm người dục ra dục dịch, bọn họ nhìn Diệp Huyên và Liên Vạn Lý bằng ánh mắt chứa đựng sát khí, còn có vẻ điên cuồng. Giết hai chướng ngại vật này, sẽ có tài nguyên dùng cả đời không hết. Cô gái mặc áo giáp bên cạnh Liên Vạn Lý vội nói, Vương, liên minh hộ giới nhằm vào Diệp Huyên, hắn chết chắc rồi, mong Vương nên tránh đi trước. Liên Vạn Lý nhìn cô gái, lạnh lùng nói, ý ngươi là mặc kệ hắn ư. Cô gái mặc áo giáp trầm giọng nói, liên minh hộ giới vẫn chưa nhằm vào đế quốc Đại Vân ta, nếu Vương muốn bảo vệ hắn, e rằng sẽ liên lụy đến đế quốc Đại Vân, liên lụy đến Vương. Liên Vạn Lý lạnh lùng nhìn cô gái, ta biết ngươi suy nghĩ vì ta, nhưng lúc này nếu ta mặc kệ hắn thì hắn chết chắc. Cô gái mặc áo giáp còn muốn nói gì nữa, Liên Vạn Lý phất tay một cái, là bản Vương mời hắn hợp tác, để chống lại những tu sĩ Trung Thổ Thần Châu này, nếu lúc này vì muốn bảo vệ bản thân mà vứt bỏ hắn, ngay cả bản Vương cũng xem thường bản thân mình. Nói xong, nàng ta nhìn về phía đám người Trung Thổ Thần Châu cách đó không xa, ánh mắt lạnh lẽo trước khi bản Vương chưa chết. Ai cũng không thể động vào hắn. Thấy Liên Vạn Lý đã quyết tâm, cô gái mặc áo giáp không nói gì nữa. Chương 458, bắt đầu từ bây giờ, muội không còn là người nhà họ Lục nữa. Khuyên ngăn thì được, nhưng nếu làm quá thì không hợp đạo làm bề tôi nữa. Nghe lời của Liên Vạn Lý, sắc mặt mấy cao thủ vạn pháp cảnh của Tư Đồ ra lập tức trở nên dữ tợn, ông lão mặc áo đen trong đó đột nhiên đứng dậy, các vị, mọi người cùng nhau liên thủ, muốn giết nàng ta và Diệp Huyên kia không phải là chuyện đơn giản sao. Lúc này nếu người nào còn lo sợ thì còn nghĩ đến vinh hoa phú quý cái gì. Mọi người cùng xông lên đi. Dứt lời, ông ta và bảy cao thủ vạn pháp cảnh xông thẳng đến chỗ Diệp Huyên và Liên Vạn Lý. Mà ở phía sau bọn họ là mấy trăm cao thủ Trung Thổ Thần Châu đã gần như điên cuồng. Đội ngũ như vậy, nếu đồng lòng liên thủ thật sự còn có thể giết chết ngự pháp cảnh một cách dễ dàng. Ba người mặc vân khởi đi đến trước mặt Diệp Huyên, nhìn thấy đám người xông đến, sắc mặt bọn họ không chút cảm xúc, thấy chết không sờn. Thác Bạt Tiểu Yêu cũng đứng dậy, nàng ta siết chặt tay trái, tay phải cầm búa, không sợ mà còn hơi hưng phấn, đến tận bây giờ, nàng ta vẫn chưa từng tham gia trận đánh nhau lớn như vậy đâu. Còn về việc đánh thắng hay không, nàng ta hoàn toàn chưa nghĩ đến. Lúc này, Liên Vạn Lý đột nhiên nhìn về phía mấy người bọn họ, mấy người các ngươi mau trở về Đại Vân Cảnh, lập tức triệu tập đạo binh Thương Lan, hắc diễm binh của đế quốc Đại Vân và cận vệ của Vương,
mau chóng đến đây, đừng để những người này tiến vào Thanh Châu. A Tả ngay người, sau đó vội nói, vương, không kịp đâu à. Liên Vạn Lý nhẹ giọng đáp, bản vương kéo dài thời gian cho các ngươi. Dứt lời, nàng ta ôm Diệp Huyên xoay người chạy về phía dãy núi rộng lớn xa xa. Thấy Liên Vạn Lý ôm Diệp Huyên bỏ chạy, ông lão mặc áo đen dẫn đầu ngây người, ông ta nhìn đám người mặc vân khởi, trong mắt hiện lên sát khí, nhưng một ông lão bên cạnh ông ta đột nhiên nói, Diệp Huyên kia bị thương nặng, giết Diệp Huyên và nữ tử kia trước, nếu không hậu hoạn khó lường. Nghe vậy, ông lão mặc áo đen bỗng tỉnh táo lại. Nếu Diệp Huyên hồi phục thì khó giết lắm. Một lát sau, dưới sự dẫn dắt của những cao thủ vạn pháp cảnh nhà họ Tư Đồ, mấy trăm người đuổi theo Liên Vạn Lý và Diệp Huyên. Mặc Vân Khởi và Bạch Trạch muốn đuổi theo, nhưng A Tả đã ngăn hai người lại, thực lực của hai người đi qua chỉ thêm phiền thôi, bây giờ các ngươi lập tức trở về điều binh đến đây tập trung, đừng để những người này tiến vào địa bàn Thanh Châu. Nói xong, nàng ta xoay người biến thành tàn ảnh biến mất không còn tăm hơi. Mặc Vân Khởi quay đầu nhìn theo hướng Diệp Huyên và Liên Vạn Lý biến mất, trong mắt lộ vẻ lo lắng. Bạch Trạch trầm giọng nói, nghe theo Liên cô nương đi. Mặc Vân Khởi gật đầu, được. Nói xong, hắn ta nhìn về phía Kỳ An Chi không nói gì, người rung lên một cái, chạy nhanh về phía thuyền bay ở xa xa. Mặc Vân Khởi và Bạch Trạch ngây người, sau đó hai người cũng vội vã đuổi theo, nhưng Mặc Vân Khởi đột nhiên dừng lại, hắn ta quay đầu nhìn Thác Bạt Tiểu Yêu đứng tại chỗ không nhúc nhích ở gần đó, Tiểu Yêu, cô. Thác Bạt Tiểu Yêu lắc đầu, các ngươi đi về đi, ta muốn trở về Trung Thổ Thần Châu. Nghe vậy, Mặc Vân Khởi không nói gì thêm, xoay người chạy về phía thuyền bay cùng Bạch Trạch. Thác Bạt Tiểu Yêu nhìn dãy núi xa xa, bên đó có tiếng nổ vang không ngừng truyền đến. Một lát sau, nàng ta thôi không nhìn nữa, sau đó chạy nhanh về phía xa, vừa chạy vừa lẩm bẩm, Tiểu Diệp Tử, cố lên, ta sẽ đi gọi cha ta, đại bá ta và cả đại ca đến giúp đỡ, nhưng mà bây giờ trở về thì mất mặt lắm. Ta không muốn trở về đâu. Nói một hồi, nàng ta chợt bật khóc vừa chạy. Trung Thổ Thần Châu. Chuyện Diệp Huyên xuất hiện trên bảng truy nã Thanh Thương Giới nhanh chóng lan truyền khắp Trung Thổ Thần Châu, cảnh giới thấp như vậy, mà thù lao lại cao như thế, rất nhiều người chẳng những tò mò về Diệp Huyên, còn vô cùng động lòng, Thần Châu có mấy người đã hành động, đều đi đến Thanh Châu. Trong một ngọn núi lớn nào đó, một cô gái đang đuổi theo thứ gì sau một đám người, nàng ta vừa chạy còn vừa ăn một chiếc bánh lớn. Cô gái này chính là Lục Bán Trang. Đột nhiên, trên đỉnh đầu của đám người Lục Bán Trang có một tia sáng bay lên, bảng tên đỏ như máu nhanh chóng xuất hiện trong không trung. Khi nhìn thấy cái tên ở vị trí thứ hai, Lục Bán Trang lập tức ngây người. Ở bên cạnh Lục Bán Trang là ca ca Lục Cuồng của nàng ta, khi nhìn thấy tên Diệp Huyên, gã lập tức xa sầm mặt, sau đó nhìn về phía Lục Bán Trang, muội đừng có làm chuyện điên rồ. Lục Bán Trang thu hồi tầm mắt, xoay người rời đi. Lục Cuồng hoàn toàn biến sắc. Gã vội ngăn nàng ta lại, nha đầu, muội đừng điên, đây là lệnh truy nã thương giới, nếu muội đi giúp hắn có nghĩa là chống lại cả Thanh Thương Giới đấy, muội muốn hại chết cả nhà họ Lục chúng ta sao? Lục Bán Trang im lặng chớp mắt một cái, sau đó nói, bắt đầu từ bây giờ, muội không còn là người nhà họ Lục nữa. Nói xong, nàng ta bỏ đi. Lục Cuồng lại vội kéo nàng ta lại, gào lên, muội điên rồi sao? Lục Bán Trang nhìn thẳng vào Lục Cuồng ca. Nếu huynh đệ của huynh bị người ta đuổi giết, huynh sẽ thế nào? Lục Cuồng hít sâu một hơi, sau đó nói với giọng điệu nặng nề, nha đầu, đó là lệnh truy nã thương giới do Liên Minh Hộ Giới phát ra, Liên Minh Hộ Giới đấy. Lục Bán Trang nói nhỏ, cũng vì do Liên Minh Hộ Giới phát ra, muội mới càng phải đi. Nói xong, nàng ta lại muốn đi. Lục Cuồng ở sau lưng gào to, muội sẽ bị gia tộc xóa tên. Lục Bán Trang cũng không quay đầu lại. Chương 459, đây còn gọi là huynh đệ sao? Nhà họ Lăng. Một người đàn ông lặng lẽ rời khỏi phủ đệ nhà họ Lăng, sau khi thấy không ai phát hiện, hắn ta chạy nhanh đi. Nhưng còn chưa ra khỏi hẻm nhỏ, một người đàn ông trung niên đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn ta. Nhìn thấy người đàn ông trung niên, vẻ mặt người đàn ông cứng đờ, nhưng vẫn nhanh chóng bình thường trở lại, hắn ta cười hì hì, cha, làm gì đấy? Người đàn ông này chính là Lăng Hàn. Người đàn ông trung niên nặng nề nói, con muốn đến Thanh Châu à? Thanh Châu? Lăng Hàn tỏ vẻ khó hiểu, Thanh Châu cái gì? Cha, con đi Thanh Châu làm gì?
Người đàn ông trung niên cứ nhìn Lăng Hàn như thế, không nói gì. Cuối cùng, Lăng Hàn cười ngượng ngùng, cha, con chỉ ra ngoài uống chút rượu thôi, thật đấy. Người đàn ông trung niên lắc đầu, cha cũng có biết chút ít về chuyện của con và Diệp Huyên. Cậu ta có thể khiến các con cam tâm tình nguyện gọi cậu ta là đại ca chắc chắn không phải người tầm thường, cha cũng không ngăn cản con qua lại với người như thế. Nhưng mà... Lăng Hàn bĩu môi, cha cứ nói thẳng đi. Người đàn ông trung niên nhỏ giọng thở dài, tiểu tử, con cũng biết đó, đây là lệnh truy nã thương giới, có lệnh này cũng đồng nghĩa cậu ta là kẻ thù của liên minh hộ giới. Thậm chí có thể nói là kẻ thù của cả thanh thương giới. Ở trung thổ thần châu này, nhà họ Lăng chúng ta cũng không phải yếu, nhưng nếu đối đầu với liên minh hộ giới thì thật sự có hơi không biết tự lượng sức mình. Lăng Hàn im lặng. Người đàn ông trung niên lại nói, bây giờ thanh thương giới vô cùng hỗn loạn, người hộ giới rời khỏi Thương Lan Châu và Thanh Châu, rõ ràng là đã vứt bỏ hai châu này rồi, mà Diệp Huyên kia còn hợp tác với một vài người muốn bảo vệ Thanh Châu, con nói xem, liên minh hộ giới có thể bỏ qua cho cậu ta không? Lăng Hàn cười khổ, cha, con với hắn là huynh đệ mà. Người đàn ông trung niên nói, con với cha còn là cha con đây. Cả nhà họ Lăng nữa, nếu con làm liên lụy đến nhà họ Lăng, con yên lòng được sao? Lăng Hàn im lặng một lúc lâu, cuối cùng, hắn ta nhìn người đàn ông trung niên, cha, Diệp ca đắc tội với thế giới ngầm và học viện thương mộc nhưng hắn vẫn còn sống, cha cảm thấy hắn là một người bình thường sao? Hơn nữa theo con được biến, hắn đã trở thành kiếm hoàng rồi. Trung thổ thần châu chúng ta có kiếm hoàng nào chưa đến 20 tuổi không? Người đàn ông trung niên im lặng. Lăng Hàn tiếp tục, cha, con là người của nhà họ Lăng, sẽ mãi mãi không quên nhà họ Lăng. Con nói đến tình nghĩa, cha nói đến lợi ích, không sao, con cũng sẽ nói theo góc độ lợi ích. Tuy Diệp ca bị liên minh hộ giới nhằm vào, nhưng nhìn từ một góc độ khác, điều này cũng chứng minh hắn không tầm thường. Nếu không liên minh hộ giới đã giết chết hắn luôn rồi, còn cần ra lệnh truy nã làm gì? Nói đến đây, hắn ta đi tới trước mặt người đàn ông trung niên, còn nữa, Diệp ca đã là kiếm hoàng trẻ tuổi như vậy, sau này sao có thể là người bình thường? Người đàn ông trung niên nhìn Lăng Hàn, con muốn nói cái gì? Lăng Hàn trầm giọng nói, nhà họ Lăng xóa tên con không còn là người nhà họ Lăng nữa, con đến Thanh Châu giúp đỡ, mọi hành động đều không liên quan đến nhà họ Lăng, nhưng lòng con vẫn ở nhà họ Lăng. Nếu con và Diệp ca có thể qua được cửa ải này, nhà họ Lăng sẽ kết bạn được với một kiếm tiên tương lai, thậm chí là đại kiếm tiên, đây cũng là một chuyện vô cùng tốt. Người đàn ông trung niên lạnh lùng hỏi, nếu không qua được thì sao? Lăng Hàn nhếch miệng cười, thì chỉ hy sinh một mình con mà thôi. Sẽ không liên lụy đến gia tộc. Nói nhảm nhí cái gì vậy? Người đàn ông trung niên giận dữ nói, cái gì gọi là hy sinh một mình con? Con! Lão phu thấy được mà. Lúc này, một ông lão đột nhiên xuất hiện, sau lưng ông lão còn có hai người, đều là người có quyền lực trong nhà họ Lăng. Mà ông lão dẫn đầu chính là đại trưởng lão của nhà họ Lăng, rất có quyền lực. Ông lão nhìn Lăng Hàn, nếu cháu rời khỏi đây, ta sẽ xóa tên cháu ra khỏi nhà họ Lăng, sau này cháu gặp nạn ở bên ngoài, nhà họ Lăng ta cũng không giúp cháu không hối hận chứ. Lăng Hàn lắc đầu, không hối hận. Ông lão gật đầu, đi đi. Lăng Hàn xoay người chạy đi, người đàn ông trung niên lo lắng muốn ngăn cản hắn ta, nhưng lại bị ông lão ngăn lại. Người đàn ông trung niên tức giận nhìn ông lão, đại trưởng lão sao lại làm thế? Đại trưởng lão lắc đầu, chắc ngươi cũng hiểu tính thằng bé, nếu ngươi không cho thằng bé đi, thằng bé cũng sẽ không chịu thôi. Còn nữa, lời thằng bé nói trước đó cũng không phải không có lý. Sau khi Diệp Huyên đắc tội thế giới ngầm và học viện thương mộc vẫn có thể sống sót, người nó vốn dĩ không bình thường, đáng kết bạn. Người đàn ông trung niên lắc đầu, đây là liên minh hộ giới, không giống đâu. Vì sao liên minh hộ giới không dám giết hắn luôn, đại trưởng lão hỏi, là vì hắn không đơn giản, vì sao nhà họ Lăng ta không thể đánh cược một lần. Với tình nghĩa của Lăng Hàn và hắn, nếu sau này Diệp Huyên trở thành đại kiếm tiên, thậm chí còn hơn thế nữa, thì đây cũng là một chuyện rất tốt với nhà họ Lăng ta, không phải sao. Người đàn ông trung niên im lặng một lúc lâu, cuối cùng, ông ta lắc đầu thở dài, thằng bé là nhi tử của ta. Đại trưởng lão nhẹ giọng nói, nhưng thằng bé còn là người nhà họ Lăng, giành lấy lợi ích cho nhà họ Lăng cũng là trách nhiệm của thằng bé. Còn nữa, thằng bé đã quyết tâm rồi, ngươi không ngăn được đâu. Người đàn ông trung niên nhìn về cuối con hẻm, nhẹ giọng nói, trưởng thành rồi. Trước cổng thành,
Lục Bán Trang đứng yên ở đó, Lăng Hàn đứng bên cạnh nàng ta, còn có mấy người Cam Vô Vi, Lâm Vân Tiên. 7 người, đội lính đánh thuê quân phỉ cộng cả Diệp Huyên thì có tổng cộng 9 người, mà bây giờ có 7 người ở đây, có nghĩa là còn thiếu một người. Lăng Hàn bên cạnh Lục Bán Trang đột nhiên hỏi, đại tỷ, có liên lạc được với tiểu tử giả Ly không? Lục Bán Trang nhẹ giọng nói, đợi thêm một khắc nữa, nếu không đến, chúng ta đi. Lăng Hàn gật đầu, được. Lục Bán Trang nhìn những người đang có mặt, chắc hẳn mọi người đã biết rõ chuyện này rồi, lần này đến Thanh Châu, chúng ta không phải đối mặt với những người bình thường, có lẽ sẽ phải đối mặt với vô số cao thủ thanh thương giới. Nếu ai thấy khó khăn thì có thể không đi, không ai sẽ trách các ngươi, nếu đã là huynh đệ thì có thể hiểu cho nhau. Cam Vô Vi cách đó không xa lắc đầu, lúc trước Diệp Ca gặp nạn, chúng ta đã rời đi, nói thật, chuyện này rất không nghĩa khí. Bây giờ hắn lại gặp nạn một lần nữa, dù thế nào chúng ta cũng không thể đứng nhìn được. Nếu không, đây còn gọi là huynh đệ sao? Đương nhiên nếu ai thấy khó khăn cũng có thể không đi, như đại tỷ nói, đều là huynh đệ, đều có thể hiểu. Chương 460, giết vào Thanh Châu, bắt giữ Diệp Huyên. Lâm Vân Tiên đột nhiên nói, có lẽ người đã đến đều không có vấn đề gì. Nhưng e rằng giả Ly này gặp phải chuyện gì rồi. Nói đến đây, hắn ta nhìn về phía Lục Bán Trang, đại tỷ, bình thường giả Ly này không thích nói chuyện, nhưng thời khắc mấu chốt như thế, nếu không gặp chuyện gì chắc chắn hắn ta sẽ ra mặt. Có lẽ hắn ta gặp phải chuyện gì rồi, đại tỷ liên lạc hỏi xem sao. Lục Bán Trang ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu, nàng ta bóp vỡ một miếng bùa truyền âm, nhưng không có ai đáp trả. Một khắc sau vẫn không có ai đáp lại, Lục Bán Trang nói, đi, đến Thanh Châu. Nói xong, mọi người xuất phát đến Thanh Châu. Huyết Tông. Sau khi biết Diệp Huyên lên bảng truy nã thương giới, cả Huyết Tông đều sôi trào. Trong điện, người của Huyết Tông đều cực kỳ hưng phấn. Không ngờ Diệp Huyên kia lại lên bảng truy nã, hừ, đây là trời muốn diệt hắn rồi. Mối thù lớn của Huyết Tông ta cần hắn nợ máu trả bằng máu. Giết vào Thanh Châu, bắt giữ Diệp Huyên, rửa nỗi nhục cho Huyết Tông ta. Người trong điện thay nhau nói, vô cùng náo nhiệt. Nhưng tông chủ của Huyết Tông vẫn chưa nói một lời. Một ông lão đi tới bên cạnh Huyết Việt, nhẹ giọng hỏi, hình như tông chủ không được vui. Huyết Việt lắc đầu, trong mắt lộ vẻ khó hiểu, nhưng Diệp Huyên mới chỉ là thần hợp cảnh, còn không bằng một con kiến với liên minh hộ giới, vì sao liên minh hộ giới không chém chết hắn luôn, còn trả thù lao cao như thế, bọn họ đang sợ cái gì sao? Ông lão nặng nề nói, tông chủ đừng trách ta nói thẳng, cho dù thế nào, Huyết Tông chúng ta cũng nên đến Thanh Châu, chia một bát canh. Nói xong, lão nhìn mọi người trong điện, tông chủ phải biết bọn họ đều muốn đến Thanh Châu. Đối với tu sĩ chúng ta bây giờ, Thanh Châu là một nơi phát tài, mà với Huyết Tông ta còn là một chỗ tu luyện vô cùng tốt. Trước đó một vài đệ tử đến Thương Lan Châu, sau khi trở về tu vi đều tăng mạnh, rất nhiều đệ tử trong tông môn hâm mộ không thôi. Lúc trước tông chủ ra lệnh không cho đệ tử trong tông môn đến Thanh Châu, khiến rất nhiều người không vừa lòng. Huyết Việt nhìn những đệ tử Huyết Tông bên dưới, trong mắt bọn họ lúc này tràn đầy hưng phấn. Những đệ tử này không phải muốn đi báo thù, bọn họ chỉ muốn đến Thanh Châu phát tài và tu luyện thôi. Ông lão bên cạnh Huyết Việt lại nói, tông chủ, Thanh Châu không có người hộ giới, đối với Huyết Tông ta, không đúng, với toàn bộ ma đạo ta là một nơi tu luyện tuyệt vời. Nếu chúng ta không đi, bỏ mất cơ hội này, thì thật sự là một tổn thất lớn với Huyết Tông ta. Nói đến đây, lão dừng lại một lát rồi tiếp tục, gần như tất cả các thế lực của ma đạo đều đi rồi. Huyết Việt nhìn ông lão, mặt trưởng lão cũng muốn đi sao? Ông lão gật đầu, nếu có đủ máu tươi, chắc chắn huyết hóa công của ta có thể phát triển một bậc. Huyết Việt im lặng một lát rồi đứng dậy, đi Thanh Châu. Trong điện lập tức xôn xao. Không chỉ có Huyết Thông, vô số thế gia, tông môn đặc biệt là thế lực tông môn ma đạo đều đi đến Thanh Châu với quy mô lớn. Vì không có người hộ giới, Thanh Châu thật sự là một nơi tu luyện như mơ với bọn họ. Nhiều nhất mấy ngày, Thanh Châu sẽ trở thành địa ngục trần gian. Mà Bắc Hàn Tông, cả Tông đều đang giấu giếm chuyện của Thanh Châu, rõ ràng là không muốn Diệp Liên biết tình cảnh bây giờ của Diệp Huyên. Thanh Châu. Trong dãy núi nào đó, Liên Vạn Lý dẫn Diệp Huyên chạy nhanh, phía sau nàng ta và Diệp Huyên là mười mấy cao thủ vạn pháp cảnh, còn có mấy trăm cao thủ khác. Một đấu một. Nàng ta không sợ một ai cả, dù là ngự pháp cảnh, nàng ta cũng dám đấu một trận. Nhưng có quá nhiều người,
Hơn nữa lúc này Diệp Huyên vẫn chưa hồi phục, hết cách, nàng ta chỉ có thể dẫn Diệp Huyên chạy trốn. Không biết qua bao lâu, nàng ta đột nhiên dừng lại, vì trước mặt nàng ta là một vách núi cao vút trong mây. Hết đường trốn rồi. Liên Vạn Lý nhìn những người trước mặt, sau đó nàng ta cúi đầu nhìn về phía Diệp Huyên, bản vương rất thích ngươi, nhưng nhiều người như vậy, bản vương không đánh lại. Giao Diệp Huyên ra. Lúc này, ông lão mặc áo đen cách đó không xa lạnh lùng nói, nếu ngươi giao Diệp Huyên ra, chúng ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Nghe vậy, mắt Liên Vạn Lý sáng lên, nói lời giữ lời. Ông lão áo đen lạnh lùng nhìn Liên Vạn Lý, đương nhiên. Liên Vạn Lý không phí lời thêm, ném thẳng Diệp Huyên về phía ông lão mặc áo đen. Người xung quanh đều sửng sốt, thật sự giao ra rồi ư. Ông lão áo đen cũng ngây người, rõ ràng ông ta cũng không ngờ Liên Vạn Lý thật sự giao Diệp Huyên ra. Ông ta muốn đón lấy theo bản năng, mà đúng lúc này, một ông lão vạn pháp cảnh ở gần ông ta đột nhiên thay đổi sắc mặt, cẩn thận. Dứt lời, Diệp Huyên bay đến trước mặt ông lão áo đen đột nhiên dừng lại. Sau đó là một cái bóng người bay nhanh về phía ông ta. Là Liên Vạn Lý cầm đao Thanh Long. Thấy cảnh này, sắc mặt ông lão áo đen lập tức thay đổi, không kịp nghĩ nhiều, tay phải vung một quyền về phía trước. Lúc này, đao của Liên Vạn Lý đã đến. Xoẹt! Trong ánh mắt của vô số người, ông lão áo đen bị một đao này bổ xuống từ trên đầu, người lập tức đứt đôi, máu tươi ngũ tạng vung vãi. Liên Vạn Lý rụt đao Thanh Long về. Xoay người đi tới bên cạnh Diệp Huyên, nàng ta vung tay lên, một cái long ỷ xuất hiện trước mặt. Nàng ta ngồi xuống long ỷ, tay cầm đao Thanh Long, nhìn mấy người trước mặt, đợi một lát, bản vương sẽ đến ngay. Nói xong, nàng ta lấy một cây lược màu tím ra nhẹ nhàng trái mái tóc hơi rối. Chương 461, người ở đó kìa, tự đi giết đi. Xung quanh yên tĩnh không một tiếng động. Mọi người đều nhìn Liên Vạn Lý đang ngồi trên long ỷ chải đầu. Đây là điển hình đánh nhau thì được nhưng tóc không thể rối này. Đương nhiên điều quan trọng nhất không phải là chải đầu, mà là khi nãy Liên Vạn Lý đã hạ gục một vạn pháp cảnh trong nháy mắt. Là hạ gục trong nháy mắt, không phải đánh thắng. Liên Vạn Lý trông cũng không lớn tuổi, nhưng thực lực này có lẽ còn yêu nghiệt hơn Diệp Huyên nhiều. Xung quanh không có ai không kiêng dè. Nhưng Diệp Huyên ở ngay trước mặt, không ai muốn từ bỏ cả. Giết Diệp Huyên sẽ lập tức phát tài. Ít nhất đỡ phải cố gắng trăm năm. Ngoài ra giết Diệp Huyên còn có thể có được danh tiếng, bây giờ Diệp Huyên là người rất nổi tiếng ở thanh thương giới, giết hắn, bản thân sẽ lập tức nổi tiếng ở khắp thanh thương giới. Dù vậy, nhưng vẫn có một vài người rút lui. Sau khi nhìn thấy thực lực đáng sợ của Liên Vạn Lý, những người này quyết đoán chọn rút lui. Phải biết rằng trước mắt không chỉ có Liên Vạn Lý, mà còn có một Diệp Huyên nữa, nếu để Diệp Huyên hồi phục. Với thực lực của hai người này thì sẽ đáng sợ đến mức nào chứ? Vì vậy bọn họ quyết đoán chọn rời đi, nhưng chỉ là số ít thôi, vẫn chưa đến 10 người. Những người còn lại đều đang thủ thế chờ đợi, chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Cách đó không xa, sau khi chải tóc xong, Liên Vạn Lý đặt Diệp Huyên xuống long ỷ, sau đó xách đao Thanh Long xoay người đi về phía trăm người kia. Nhìn thấy cảnh này, mấy trong người đều tỏ vẻ kiêng dè, có mấy người không nhịn được lùi về sau. Liên Vạn Lý cũng không lập tức ra tay mà dừng lại, nàng ta nhìn mấy trăm người kia, hỏi, Diệp Huyên này đã lên bảng hộ giới đúng không? Một cao thủ vạn pháp cảnh của nhà họ Tư Đồ trầm giọng nói, nếu các hạ biết chuyện Diệp Huyên đã lên bảng hộ giới thì cũng phải biết Diệp Huyên đã vi phạm quy tắc giới, chỉ cần là người của thanh thương giới thì đều phải giết chết hắn. Nếu các hạ muốn bảo vệ hắn, có nghĩa là đang đối đầu với người của cả thanh thương giới. Liên Vạn Lý ngẫm nghĩ một lát. Sau đó nói, vậy ta giao hắn cho các ngươi nhé. Mọi người ngơ ngác. Nhưng Liên Vạn Lý lại lắc đầu, không không. Liên minh hộ giới trả thù lao cao như thế. Nếu ta đưa hắn cho liên minh hộ giới thì sẽ có thể phát tài trong nháy mắt rồi. Nghe vậy, vẻ mặt những người đang có mặt trở nên kỳ lạ. Lúc đầu, bọn họ cho rằng Liên Vạn Lý muốn bảo vệ Diệp Huyên. Bây giờ xem ra là muốn độc chiếm. Mấy cao thủ vạn pháp cảnh của nhà họ Tư Đồ cũng hơi mơ hồ. Không phải người phụ nữ này muốn bảo vệ Diệp Huyên à? Liên Vạn Lý nhìn mọi người, ta có các ngươi biết, Diệp Huyên này là của ta, ai cũng đừng hòng cướp đi. Không thể để cho nàng ta độc chiếm được. Lúc này, có người la lên. Độc chiếm. Mọi người lấy lại tinh thần, vội phụ họa. Liên Vạn Lý lạnh lùng nhìn mọi người, Diệp Huyên này ở trong tay ta, vì sao ta không thể độc chiếm? Người gặp có phần.
Có người nói, mọi người vất vả đến Thanh Châu là vì cái gì? Đều là vì cầu tài. Diệp Huyên này giá trị liên thành, nếu có được, một báu vật bậc thiên cũng đủ cho chúng ta ăn cả đời rồi. Đúng, không thể đời nữ nhân này độc chiếm, người gặp đều có phần. Đừng nói là nữ nhân này cố ý kéo dài thời gian nhé. Sao có thể, nàng ta cũng không bị ngốc, sao có thể đối đầu với cả Thanh Thương giới và Liên Minh hộ giới vì Diệp Huyên được. Không ai phát hiện, ngón tay của Diệp Huyên đang nằm trên long ỷ hơi run lên. Liên Vạn Lý cầm đao thanh long, vẻ mặt không chút cảm xúc, không biết đang nghĩ gì. Lúc này, một ông lão đi ra, cô nương này, mọi người đường xa đến đây là vì cầu tài, cô xem thế này nhé, cô chiếm phần lớn, chúng ta chiếm phần nhỏ, được không? Tuy mấy người đang có mặt hơi không vui, nhưng lại không dám nói gì, ai bảo người ta lợi hại chứ? Liên Vạn Lý hơi trầm ngâm, làm như đang suy nghĩ. Nhìn thấy cảnh này, ông lão thầm vui mừng, cảm thấy có hy vọng. Sau đó nói, cô nương kỳ tài ngút trời, chúng ta không muốn đối đầu với cô nương, chỉ cần cô bằng lòng chia Diệp Huyên cho mọi người. Liên Vạn Lý đột nhiên lắc đầu, không phải không thể chia, nhưng có quá đông người, nếu chia của, mọi người có thể được bao nhiêu? Ta có một đề nghị, Vạn Pháp Cảnh ở lại, mọi người cùng giao Diệp Huyên này cho Liên Minh hộ giới, sau đó cùng chia tiền thưởng. Nghe vậy, sắc mặt những người không phải Vạn Pháp Cảnh đang có mặt lập tức cực kỳ khó coi. Còn những Vạn Pháp Cảnh kia thì đăm chiêu suy nghĩ. Lúc này, một ông lão áo xám của nhà họ Tư Đồ bước ra, ông ta lạnh lùng nhìn Liên Vạn Lý, ta thấy các hạ là muốn chia rẽ chúng ta thì có. Chia rẽ? Nghe vậy, những người đang có mặt lập tức trở nên đề phòng. Vì bọn họ phát hiện chuyện này không đúng lắm. Liên Vạn Lý nhẹ giọng nói, chia rẽ? Chẳng lẽ các hạ đồng ý chia khoản tiền thưởng kia cho đám run rế này sao? Dù sao thì ta cũng không muốn. Ông lão áo xám nhìn chằm chằm Liên Vạn Lý, nếu không phải chia rẽ thì được thôi, chỉ cần các hạ giết chết Diệp Huyên, nhà họ Tư Đồ của ta sẵn lòng đứng về phía các hạ. Dù sao Liên Minh hộ giới cũng cần người chết chứ không phải sống, thế nào? Giết Diệp Huyên. Mọi người đều nhìn về phía Liên Vạn Lý. Liên Vạn Lý gật đầu, sau đó nàng ta chỉ vào Diệp Huyên ở Long ỷ gần đó, người ở đó kìa, tự đi giết đi. Tự đi giết. Vẻ mặt ông lão áo xám hơi khó coi. Vì ông ta không rõ ý đồ của Liên Vạn Lý, nếu Liên Vạn Lý muốn bảo vệ Diệp Huyên, ông ta đi qua giết, chắc chắn Liên Vạn Lý sẽ ra tay với ông ta. Nhưng nếu không đi qua thì sao có thể biết được ý đồ thật sự của Liên Vạn Lý đây? Diệp Huyên và nhà họ Tư Đồ bây giờ có thể nói là không phải ngươi chết thì chính là ta sống, mà lúc này, Diệp Huyên đang trong lúc suy yếu nhất, nếu không giết hắn, sau này e rằng sẽ càng ít cơ hội hơn. Nghĩ đến đây, ông lão áo xám nhìn mấy người bên cạnh. Bọn họ gật nhẹ đầu, cùng đi về phía Diệp Huyên. Tám Vạn Pháp Cảnh. Tuy tám người đều đi về phía Diệp Huyên, nhưng ánh mắt vẫn đang nhìn Liên Vạn Lý, tám người đều cực kỳ đề phòng. Còn Liên Vạn Lý cầm đao thanh long, không hề có ý muốn ra tay. Chương 462, Kiếm Hoàng. Tám người nhanh chóng đi tới trước long ỷ, ông lão áo xám quay đầu nhìn Liên Vạn Lý vẫn không ra tay. Thấy cảnh này, ông lão áo xám yên tâm hơn, vì bây giờ dù Liên Vạn Lý có ra tay cũng không kịp nữa rồi. Mấy người bên cạnh ông ta đủ để ngăn chặn Liên Vạn Lý, mà ông ta chỉ cần chưa đến nửa giây là có thể giết chết Diệp Huyên. Nhưng vào lúc này, Diệp Huyên đang nằm trên long ỷ đột nhiên mở hai mắt ra. Vụt vụt. Hai tia kiếm quang như tia chớp bắn ra từ trong hốc mắt của hắn. Biến cố đột nhiên xảy ra khiến sắc mặt ông lão áo xám thay đổi. Ông ta vốn dĩ đang đặt hết sự chú ý lên người Liên Vạn Lý, vì vậy hoàn toàn không ngờ Diệp Huyên đột nhiên tấn công. Dưới tình huống này, ông ta chỉ có thể dùng hai tay che điểm yếu trên người mình theo bản năng. Vụt vụt. Hai tia kiếm quang chém thẳng lên cánh tay của ông ta thừa dịp lùi về sau, hy vọng kéo dài khoảng cách với Diệp Huyên, nhưng thanh phi kiếm lại nhanh hơn ông ta, chớp mắt một cái đã xuyên qua giữa lông mày. Xung quanh trở nên yên tĩnh. Ánh mắt của mọi người rời sang long ỷ từ trên người Liên Vạn Lý. Diệp Huyên ngồi trên long ỷ, đôi mắt đã nhắm lại, mà quanh người hắn lại tản ra kiếm ý màu đen. Diệp Huyên tỉnh rồi. Mọi người lập tức đề phòng. Mấy cao thủ Vạn Pháp Cảnh trước mặt Diệp Huyên cũng đều lùi về sau, đứng cách xa Diệp Huyên. Kiếm Hoàng. Diệp Huyên bây giờ đã là Kiếm Hoàng rồi, có thể tập hợp uy thế của thiên địa, của không gian.
Nói theo góc độ nào đó thì Diệp Huyên đã tương đương với vạn pháp cảnh rồi. Nếu không có chênh lệch giữa cảnh giới, những người cùng cấp đang có mặt không có một ai là đối thủ của Diệp Huyên cả. Lúc này, một giọng nói vang lên trong đám người, kiếm ý của hắn khá rối loạn, hơi thở sa sút, rõ ràng tình trạng thương tích vẫn chưa khỏi hoàn toàn. Lúc này nếu mọi người còn không ra, ai cũng nghi ngờ lẫn nhau, rụt rè sợ hãi, thì mọi người chỉ có thể đợi từ từ bị hai người bọn họ đùa đến chết thôi. Liên Vạn Lý cách đó không xa nhìn vào trong đám người, nàng ta nhíu chặt mày, vì nàng ta không hề nhìn thấy người nói chuyện. Mà lúc này, giọng nói kia lại vang lên, cùng nhau ra tay, dù hai người bọn họ có giỏi đến mức nào cũng sẽ chết chắc. Nhà họ Tư Đồ, nếu các người không dẫn đầu, e rằng nợ máu của nhà họ Tư Đồ sẽ không có cơ hội báo nữa đâu. Nghe vậy, bảy cao thủ vạn pháp cảnh của nhà họ Tư Đồ nhìn nhau, một giây sau, bọn họ cùng xông về phía Diệp Huyên. Nhìn thấy có người dẫn đầu, những người còn lại bỗng không kiêng sợ gì nữa, lập tức cùng xông lên. Liên Vạn Lý cầm đao thanh long đi tới trước mặt Diệp Huyên, nhìn đám người xông lên, mặt nàng ta không chút cảm xúc. Bảy vạn pháp cảnh đi ở phía trước, khí thế của bọn họ áp đảo về phía Diệp Huyên và Liên Vạn Lý tựa như thác lũ. Người chưa tới, thế tới trước. Liên Vạn Lý hơi nghiêng đầu, hỏi cần bao lâu? Một canh giờ, Diệp Huyên đáp. Đợi chết đi. Nói xong, nàng ta xoay người muốn đi. Diệp Huyên vội sửa lời, nửa canh giờ. Liên Vạn Lý xoay người lại, bổ đao thanh long trong tay về phía trước, thanh long phá. Dứt lời, một tia đao khí màu xanh dài hơn trăm trượng bổ mạnh xuống từ trong không trung, trong đao khí có thanh long chi hồn ngẩng đầu rít gào. Đao khí này vừa xuất hiện, khí thế của bảy vạn pháp cảnh lập tức tan thành mây khói. Cùng lúc đó, đao khí mạnh mẽ đẩy bảy người trước mặt nàng ta lùi lại hơn trăm trượng, phải nói là sau khi nhận ra đao khí này, bảy người đều chủ động lùi về sau. Tạm thời tránh đi. Khoảnh khắc đó, bảy người gần như không hẹn mà cùng đưa ra quyết định này. Những người còn lại xông tới thì không có năng lực phản ứng như bọn họ, đao khí chém xuống. Ầm. Mặt đất lập tức nứt ra, mười mấy người thoáng chốc bị đao khí này nuốt chửng, mặt đất còn xuất hiện một khe hở sâu mười mấy trượng. Uy lực một đao cực kỳ đáng sợ. Lúc này, chuyện bất ngờ đã xảy ra, một tàn ảnh bay lên từ trong đám người. Ngự pháp cảnh. Liên Vạn Lý hít hai mắt, vung đao bổ về phía trước, nhưng một đao này lại bị một ngón tay ngăn cản. Ngón tay kia chặn lưỡi đao lại, chứ không phải sống đao. Ngự pháp cảnh chân chính. Liên Vạn Lý hít mắt, tay phải đột nhiên đè xuống dưới, tàn ảnh kia lập tức lùi lại khoảng một trượng, nhưng một giây sau, người này tiến lên một bước, hai tay giữ lại đao thanh long trong tay nàng ta, cùng lúc đó, một tàn ảnh không báo trước xuất hiện sau lưng nàng ta. Ngự pháp cảnh chân chính. Hai ngự pháp cảnh chân chính. Hơn nữa còn là sát thủ hàng đầu. Trong tình cảnh nghìn cân treo sợi tóc này, Liên Vạn Lý dứt khoát buông đao thanh long ra, vung ngang tay trái, vào lúc nàng ta ra tay, một tia ánh sáng lạnh chém xuống từ bả vai trái của nàng ta. Phập. Cánh tay trái của Liên Vạn Lý lập tức bay ra ngoài, nàng ta thừa cơ hội này tránh sang một bên, trong lúc đó, máu tươi trên vai trái nàng ta phun ra tạo thành một đường cung tuyệt đẹp. Sau khi dừng lại, Liên Vạn Lý nhìn vai trái của mình, nơi đó đã trống không, nàng ta đờ người ta. Lúc này, hai cao thủ ngự pháp cảnh chân chính cách đó không xa lập tức muốn ra tay với Diệp Huyên, nhưng tiếng rồng ngâm lại vang lên từ bên cạnh. Hai người quay đầu lại nhìn về phía Liên Vạn Lý cầm đao thanh long bằng tay phải, đi tới trước mặt Diệp Huyên, nàng ta xoay người nhìn hai tên ngự pháp cảnh chân chính kia, ta đã nói tranh thủ nửa canh giờ cho hắn, cho nên nửa canh giờ này, một giây cũng không thể thiếu. Máu trên vai trái của nàng ta vẫn đang chảy. Chương 463, ngự pháp cảnh chân chính. Tay phải Liên Vạn Lý cầm đao thanh long, mũi đao lê dưới đất, trên thân đao có tiếng rồng ngâm khe khẽ. Nàng ta cứ thế đứng trước mặt Diệp Huyên, một bước cũng không nhường. Trước mặt Liên Vạn Lý là một ông lão, tóc lão bạc trắng, trên mặt đầy nếp nhăn, hai mắt như diều hâu, sắc bén như đao. Cách chỗ ông lão không xa là một người mặc áo đen, hai chân gã ta lơ lửng trong không trung. Mặc đồ đen, nhìn không rõ tướng mạo, hơi thở cũng không có, như không hề tồn tại vậy. Ngự pháp cảnh chân chính.
Cao thủ thế này đừng nói là ở Thanh Châu, dù là ở Trung Thổ Thần Châu cũng có thể xem là cao thủ hàng đầu. Ông lão tóc trắng quan sát Liên Vạn Lý, nhẹ giọng nói, ai cũng bảo yêu nghiệt đứng đầu Thanh Châu là An Lan Tú kia, nhưng thật ra ngươi cũng không thua kém gì nàng ta, chỉ là ngươi giấu quá kỹ thôi. Nếu không nhờ hai chúng ta liên thủ, muốn chém đứt một tay của ngươi cũng khó lắm. Liên Vạn Lý nhìn hai người, cười nói, không ngờ lại điều động cả hai vị ngự pháp cảnh chân chính đến. Xem ra các ngươi có hơi sợ hãi nhỉ. Ông lão tóc trắng nhẹ giọng nói, người nọ còn trẻ mà đã là kiếm hoàng, thiên phú thế này, thật ra nhà họ Tư đồ ta không đến nỗi sợ. Nhưng vì tránh rủi ro, lúc này vẫn nên tiêu diệt hắn trước thì ổn hơn. Nhà họ Tư đồ. Liên Vạn Lý nhìn ông lão tóc trắng, sau đó quay đầu nhìn về phía người mặc áo đen bên cạnh lão, có thể che giấu hơi thở đến mức này, có lẽ các hạ là người của thế giới ngầm. Đến nay, bản vương còn cho rằng thế giới ngầm các ngươi hoàn toàn mai danh ẩn tích rồi, không ngờ các ngươi là đang đợi thời cơ, muốn giết chết Diệp Huyên. Người mặc áo đen nói, Liên cô nương, ta biết cô không đơn giản, hai người chúng ta cũng không muốn đối địch với cô, mục tiêu của chúng ta chỉ là Diệp Huyên này thôi. Nếu cô rời đi, hai chúng ta sẽ không ngăn cản. Nhưng nếu lại lo chuyện bao đồng thì đừng trách chúng ta không khách sáo. Chỉ vì Diệp Huyên. Liên Vạn Lý xoay người nhìn về phía Diệp Huyên, sớm biết ngươi là kẻ thù của nhiều người như vậy đã không hợp tác với ngươi. Lần này bản vương thiệt thòi lớn rồi. Nói xong, nàng ta xoay người nhìn về phía người mặc áo đen và ông lão tóc trắng, tục ngữ nói một ngày phu thê trăm ngày ân nghĩa, bản vương và hắn, à, bản vương và hắn không có quan hệ gì, không có quan hệ gì cả. Nói đến đây, hình như nàng ta hơi thẹn quá hóa giận, xách đao thanh long xông về phía hai người kia. Ông lão tóc trắng híp mắt lại, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Dứt lời, lão vung ống tay áo. Ầm. Mặt đất lập tức nhô lên, nháy mắt nhấn chìm Liên Vạn Lý tựa như sóng biển. Lúc này, một thanh trường đao phá không bay lên từ dưới đất, đao chưa đến thì một tia đao khí đã bắn nhanh ra, chém thẳng về phía ông lão tóc trắng. Sắc mặt ông lão tóc trắng lạnh như xương sớm, khi đao khí kia bay đến đỉnh đầu lão. Lão nhẹ nhàng giơ tay phải về phía trước, phất một cái. Trong nháy mắt, không gian trước mặt lão chấn động như sóng cuộn, còn đao khí của Liên Vạn Lý thì lập tức bị bóp chẹt, sau đó biến mất. Ngự pháp cảnh chân chính. Vạn pháp cảnh chân chính có thể sử dụng không gian, nhưng lại không thể thay đổi không gian, còn ngự pháp cảnh có thể vặn vẹo vạn vật, cũng có thể vặn vẹo không gian, nhưng lại không thể thay đổi kết cấu của không gian. Còn ngự pháp cảnh chân chính đã không chỉ có thể vặn vẹo không gian nữa, mà còn có thể thay đổi kết cấu không gian. Ba cảnh giới, mỗi cảnh giới đều có khác biệt về bản chất. Mà sự khác biệt này thường rất khó vượt qua. Càng đi lên, khiêu chiến vượt cấp càng khó. Lúc này, đao khí của Liên Vạn Lý đã hoàn toàn bị bóp méo, sau đó bị ông lão thay đổi kết cấu không gian, lợi dụng không gian làm nó tan biến. Sau khi đao khí biến mất, Liên Vạn Lý đột nhiên xuất hiện trên đầu ông lão, sắc mặt ông lão không chút cảm xúc đánh ra một quyền. Một quyền vô cùng đơn giản, nhưng lại ẩn chứa thần thông pháp tắc thủ đoạn thần bí. Không gian chỗ Liên Vạn Lý đột nhiên rung lên, một giây sau, cả người nàng ta bị đánh bay, bay thẳng đến trước mặt Diệp Huyên, nàng ta vừa rơi xuống đất, mặt đất dưới chân rung lên dữ dội, nền đất mấy trăm trượng xung quanh nứt ra, cực kỳ đáng sợ. Nhưng Liên Vạn Lý đột nhiên biến mất. Một giây sau, một thanh trường đao phá không xuất hiện trước mặt ông lão tóc trắng, trên thân đao có một con thanh long trợn mắt rít gào. Vẻ mặt ông lão tóc trắng không chút cảm xúc, bước về phía trước một bước, tay phải cũng chỉ ra. Theo ông ta thấy, cái chỉ này hoàn toàn có thể đỡ được một đao. Đao chém xuống. Oành! Ông lão tóc trắng lập tức bị đánh lùi xa 10 trượng, sau khi dừng lại. Mặt đất phía sau ông lão lập tức đổ nát trở thành một hố sâu mấy trượng. Cùng lúc đó, hai ngón tay kia cũng đã vỡ vụn. Sắc mặt ông lão tóc trắng cực kỳ u ám, lão ngẩng đầu nhìn Liên Vạn Lý, trong mắt dâng trào sát khí, xem ra đã đánh giá thấp ngươi, ngươi thành công chọc giận lão phu rồi đấy. Yên tâm, lão phu sẽ không giết ngươi, lát nữa lão phu sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Dứt lời, lão xông về phía trước. Phía sau bản thể của lão xuất hiện những tàn ảnh như biến thành thực thể. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Liên Vạn Lý trước mặt Diệp Huyên cong môi, nụ cười hơi dữ tợn,
Nàng ta đột nhiên nhảy một cái, bộ đao trong tay xuống chém. Ầm. Khí thế ngút trời bay ra từ trong đao thanh long, cùng lúc đó, một con thanh long thoát khỏi đao thanh long, biến thành đao mang chém xuống. Chương 464, tháp giới ngục xuất hiện. Lúc này, ông lão cũng đã đến. Ầm. Tiếng nổ vang động trời xuất hiện, sau đó, hai bóng người cùng lùi nhanh về phía sau. Sau khi lùi mấy chục trượng, ông lão tóc trắng dừng lại, còn Liên Vạn Lý thì lùi thêm mấy trượng nữa. Nàng ta vừa mới dừng lại, một vệt máu đã chậm rãi chảy xuống từ khóe miệng. Mà trên vai trái của nàng ta vẫn còn đang chảy máu, lúc này nàng ta cực kỳ không ổn, vai trái bị thương, cộng thêm vết thương bây giờ, có thể nói là tổn thương càng thêm tổn thương. Nàng ta là vạn pháp cảnh chân chính, nhưng dù thế cũng khó mà vượt cấp giết chết một ngự pháp cảnh chân chính. Đương nhiên nếu không phải lúc đầu bị hai người liên thủ làm đứt một cánh tay thì nàng ta có thể muốn thử một lần, nhưng tỷ lệ thắng không lớn. Xa xa, ông lão tóc trắng nhìn xuống người mình, quần áo trước ngực lão đã bị rách, nơi đó có một vết đao, không sâu, chỉ bị rách ra. Thấy cảnh này, sắc mặt ông lão cực kỳ u ám. Người mặc áo đen cách đó không xa lên tiếng, cùng nhau liên thủ, tránh xảy ra biến cố. Ông lão do dự một lúc, sau đó gật đầu. Rõ ràng lão cũng không muốn có biến cố gì khác nữa. Lúc này, chỗ dựa lớn nhất của Diệp Huyên không có ở đây, là thời điểm tốt nhất để giết chết hắn. Hai người nhanh chóng xông về phía Liên Vạn Lý và Diệp Huyên. Lúc này, bọn họ đều không nương tay, muốn giết chết bằng một đòn. Giết Liên Vạn Lý trước, sau đó giết Diệp Huyên. Ở phía xa, Liên Vạn Lý cùng cầm đao thanh long muốn xông ra ngoài, lúc này, một bàn tay đột nhiên giữ nàng ta lại. Liên Vạn Lý quay đầu, Diệp Huyên đã đứng lên, hắn kéo Liên Vạn Lý ra phía sau, cho nàng ta ngồi xuống long ỷ, Liên Vạn Lý nhìn thẳng vào Diệp Huyên, tay của bản vương không còn nữa. Rất khó chịu. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, ta giết bọn họ, chút giận cho cô. Nói xong, hắn xoay mặt về phía người mặc áo đen và ông lão tóc trắng. Một đánh hai. Không có khả năng. Diệp Huyên hiểu rất rõ điều này, với thực lực của hắn bây giờ hoàn toàn không thể đánh thắng hai người trước mặt, đánh một người cũng tốn sức. Hai người càng ngày càng gần. Lúc này, một tòa tháp nhỏ màu đen đột nhiên xuất hiện ở giữa lông mày Diệp Huyên, vào khoảnh khắc nó xuất hiện, ngũ quan của Diệp Huyên lập tức trở nên vặn vẹo. Tháp giới ngục. Cô gái bí ẩn từng nói hắn đừng tùy tiện sử dụng tháp giới ngục, đặc biệt là tình huống không có đạo tắc. Nhưng lúc này, hắn không thể không liều mạng. Liều mạng, có lẽ còn có một cơ hội nhỏ nhoi, không liều mạng, một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Vào khoảnh khắc tháp giới ngục xuất hiện, bầu trời chợt tối lại, một hơi thở nặng nề lập tức bao phủ xung quanh. Trong phút chốc, tất cả mọi người xung quanh như rơi vào luyện ngục không kẽ hở, cùng lúc đó, trên đầu bọn họ xuất hiện một chữ tù đen như mực. Chương 465, uy lực của tháp giới ngục. Tháp giới ngục. Đây có thể nói là lá bài tẩy lớn nhất của hắn, nhưng trước đó hắn vẫn luôn không dám dùng nó. Vì trước đó hắn đã từng thử một lần rồi, lần đó hắn đã suýt chơi chết mình. Mà bây giờ, hắn không thể không dùng. Vì lúc này, hắn đã không còn lựa chọn nào khác nữa rồi. Vẫn là câu nói đó, liều mạng thì có thể sẽ sống, không liều mạng, chắc chắn mất mạng. Mà đến bây giờ, hắn vẫn không rõ rốt cuộc tháp giới ngục mạnh đến mức nào, vì hắn không có chút hiểu biết nào với cái tháp này cả. Sau khi tháp giới ngục xuất hiện, sắc mặt hai cao thủ ngự pháp cảnh chân chính trước mặt Diệp Huyên lập tức thay đổi. Ông lão tóc trắng hơi sợ hãi nhìn Diệp Huyên, nói đúng hơn là lão nhìn ngọn tháp nhỏ màu đen xuất hiện giữa lông mày hắn. Trong mắt đầy vẻ khó tin, đây là thứ gì? Không chỉ có ông lão tóc trắng, những người xung quanh đều khiếp sợ. Vì sau khi tòa tháp màu đen này xuất hiện, mọi người cảm thấy rất khó chịu. Lúc này, Diệp Huyên cảm thấy mình như muốn nổ tung, cực kỳ đau đớn, không chỉ thế, hắn còn cảm thấy trong người mình như có thứ gì đó đang chảy. Ngoài ra, linh hồn của hắn như có như không, dường như muốn tách ra khỏi cơ thể. Chịu đựng. Diệp Huyên cắn đầu lưỡi ép mình tỉnh táo lại, lúc này nếu hắn không chịu đựng thì thật sự sẽ xong luôn. Người mặc áo đen bên cạnh ông lão lên tiếng, hắn muốn làm gì? Ông lão tóc trắng nhìn chằm chằm Diệp Huyên, dường như muốn lấy thứ gì đó rất mạnh mẽ ra.
Ra tay không, người mặc áo đen hỏi. Ông lão tóc trắng lắc đầu, đợi thêm lát nữa, thứ này còn chưa xuất hiện đã có thể khiến thiên địa biến sắc, chắc chắn không phải thứ tầm thường, cứ để hắn lấy ra, cho chúng ta xem thử rốt cuộc đó là thứ gì. Nói đến đây, trong mắt lão lộ vẻ tham lam. Vì thứ Diệp Huyên muốn lấy ra bây giờ rất có thể là bảo vật siêu đẳng giá trên trời. Nghĩ đến đây, ông lão tóc trắng khá hưng phấn. Những người ở phía sau hai người cũng không di chuyển nữa, tuy bọn họ hơi sợ, nhưng cũng không sợ lắm. Vì trước mắt bọn họ là hai cao thủ ngự pháp cảnh chân chính mà. Có hai cao thủ này chắn trước mặt, đương nhiên bọn họ không có gì phải sợ rồi. Cứ thế, mọi người đều đợi, đợi Diệp Huyên lấy thần vật ra. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, tòa tháp màu đen giữa lông mày Diệp Huyên dần xuất hiện. Mà lúc này, khuôn mặt Diệp Huyên đã vặn vẹo đến một mức độ cực kỳ đáng sợ, dù Diệp Liên ở đây cũng khó mà lập tức nhận ra hắn. Vì ngũ quan đã vặn vẹo đến mức biến dạng rồi. Tất cả mọi người đều hồi hộp, rốt cuộc Diệp Huyên này muốn lấy thứ gì ra ngoài thế. Ai cũng thấy tò mò. Cứ thế khoảng một khắc trôi qua, tòa tháp màu đen đột nhiên bay ra từ giữa lông mày Diệp Huyên. Mọi người đều tò mò nhìn nó. Tòa tháp nhỏ lơ lửng trong không trung, cứ lơ lửng như thế, đúng lúc này, Diệp Huyên cách đó không xa tức giận chỉ vào đám người ông lão tóc trắng, hét to, giết chết bọn chúng cho ông. Lúc mọi người ở đây còn đang ngạc nhiên, tòa tháp đột nhiên rung lên dữ dội, chữ tù trên đỉnh đầu mọi người đột nhiên phát ra chùm sáng màu đen cứ thể bao phủ tất cả mọi người, khiến bọn họ không thể động đậy. Không một ai có thể động đậy. Dù là hai ngự pháp cảnh chân chính như ông lão tóc trắng và người mặc áo đen cũng thế, lúc này bọn họ đều rất sợ hãi, vì dù bọn họ có phản kháng thế nào đều không có tác dụng. Dưới chùm sáng màu đen kia, ngay cả sức lực để nhúc nhích ngón tay bọn họ cũng không có. Mà tất cả phương diện của bọn họ đều bình thường, kể cả huyền khí và sức mạnh thân thể cũng thế, nhưng lại không thể phản kháng. Đây mới là điều khiến bọn họ hoảng sợ nhất. Ông lão tóc trắng nhìn chằm chằm Diệp Huyên. Gần như là điên cuồng gào thét, đây là cái gì? Là cái gì? Diệp Huyên còn chưa trả lời, tòa tháp màu đen kia đột nhiên rung lên, một giây sau, tất cả mọi người cứ thế biến mất, khí xuất hiện một lần nữa, bọn họ đã ở trong tòa tháp màu đen. Tầng thứ nhất của tháp giới ngục. Mọi người sợ hãi nhìn xung quanh, cả ông lão tóc trắng cũng thế, lão muốn phản kháng, nhưng không thể nào phản kháng được. Lúc này, chữ tù trên đỉnh đầu mọi người chợt trở nên đỏ như màu máu. Vào khoảnh đó, cơ thể tất cả mọi người bắt đầu dần mục nát. A! Tiếng kêu thê thảm không ngừng vang lên. Ông lão tóc trắng điên cuồng phóng thích ra hơi thở và sức mạnh của bản thân, nhưng cũng chẳng có tác dụng, cứ thế, tất cả mọi người đều dần mục nát cho đến chết. Điều đáng sợ nhất của thứ này là bọn họ phải nhìn mình chết. Tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên trong tháp giới ngục, sau khi kéo dài khoảng một khắc, trong tháp giới ngục đã không còn một bóng người. Chỉ còn lại mấy trăm chiếc nhẫn chứa đồ. Rõ ràng tháp giới ngục chỉ nhằm vào sinh mệnh, không nhằm vào những thứ không có sinh mệnh. Bên ngoài tháp giới ngục, sau khi cảm nhận được tất cả mọi người trong tháp đã biến mất, Diệp Huyên thả lỏng, ngã thẳng xuống đất. Diệp Huyên nằm yên dưới đất khoảng nửa khắc, sau đó, tay chân hắn bắt đầu co giật, cùng lúc đó, mạch máu cả người hắn rung lên dữ dội, cực kỳ đáng sợ, như muốn phá rách ra vậy. Chương 466, uy lực của tháp giới ngục. Cách đó không xa, Liên Vạn Lý bước nhanh đến trước mặt Diệp Huyên, nhìn dáng vẻ của hắn lúc này, nàng ta cau mày phản phệ. Đương nhiên nàng ta thấy rõ tình cảnh khi nãy. Bảo vệ Diệp Huyên lấy ra mang tất cả mọi người đi, ngay cả ngự pháp cảnh chân chính cũng bị mang đi. Thần vật thế này chắc chắn hơn cả bậc thiên, mà bây giờ Diệp Huyên chỉ là thần hợp cảnh, với cảnh giới của hắn bây giờ tuyệt đối không thể điều khiển thần vật như thế. Mà hắn còn cố sử dụng, chắc chắn sẽ bị phản phệ. Liên Vạn Lý im lặng một lát rồi cất đao thanh long đi, ôm Diệp Huyên xoay người rời khỏi. Khoảng một khắc sau, một người đàn ông trung niên xuất hiện. Lục Tôn Chủ. Lúc này sắc mặt Lục Tôn Chủ rất nặng nề, trước đó khi Diệp Huyên lấy tháp giới ngục ra, gã ta không có ở đây, vì có người âm thầm theo dõi gã ta, cho nên gã bận đuổi theo. Nhưng không có thu hoạch gì cả. Mà sau khi gã ta quay lại đã không thấy mọi người đâu nữa. Có người âm thầm giúp đỡ Diệp Huyên. Lục Tôn Chủ lạnh lùng nhìn một vòng xung quanh, dưới tình huống rõ ràng biết liên minh hộ giới bọn họ muốn Diệp Huyên chết mà vẫn có người âm thầm giúp đỡ Diệp Huyên, rõ ràng là đang ngang nhiên thách thức quyền uy của liên minh hộ giới.
Nhưng đối phương dám đối đầu với bọn họ vì Diệp Huyên, rõ ràng cũng không phải thế lực bình thường. Lục Tôn Chủ im lặng một lúc lâu, sau đó nặng nề nói, Diệp Huyên, truyền lệnh xuống điều tra Diệp Huyên một lần nữa, bắt đầu từ Thanh Thành, nhất định phải điều tra kỹ lưỡng về cha mẹ hắn và tất cả người thân trong gia đình hắn. Còn nữa, nói với bên ngoài Diệp Huyên và Liên Vạn Lý đã chết. Không còn hai người này, Thanh Châu chắc chắn mất đoàn kết, dù không có người của Trung Thổ Thần Châu tiến vào, Thanh Châu cũng sẽ tự rối loạn. Vâng. Trong không trung vang lên một âm thanh. Lục Tôn Chủ lại nhìn một vòng xung quanh, sắc mặt hơi nặng nề, vì có thể khiến mấy trăm người im hơi lặng tiếng biến mất, đây chắc chắn không phải thế lực bình thường. Còn một điều nữa là bây giờ Diệp Huyên và Liên Vạn Lý rốt cuộc đang ở đâu. Nhưng lúc này, gã ta không rảnh quan tâm đến hai người họ nữa, gã ta còn phải làm chuyện quan trọng hơn. Đó là đến Thương Lan Châu cướp đoạt bản nguyên chi linh của Thương Lan Châu. Vì thời cơ đã đến, Lục Tôn Chủ xoay người rời đi. Sau khi Lục Tôn Chủ rời đi, một cái bóng đột nhiên xuất hiện, hư ảnh nhìn một vòng xung quanh, cuối cùng lặng lẽ biến mất. Thanh Châu bây giờ có thể nói là miền cực lạc của vô số tu sĩ Trung Thổ Thần Châu, vì ở đây, bọn họ có thể làm tất cả mọi người từng muốn làm nhưng lại không dám. Vô số thuyền bay đến từ Trung Thổ Thần Châu tiến vào Thanh Châu, mỗi ngày mỗi khắc đều có rất nhiều người đến. Đặc biệt là Ma Đạo, gần như tất cả tông môn thế lực và thế gia của Ma Đạo đều đến. Vì Thanh Châu không có ai trông coi rõ ràng là nơi tu ma trong mơ của bọn họ. Ở đây, bọn họ không cần tiếp tục lén lút tu luyện các công pháp ác độc nữa, cũng không cần lo sẽ khiến các thế lực lớn bất mãn, càng không cần sợ bị liên minh hộ giới nhằm vào. Ở đây, bọn họ có thể thích làm gì thì làm, đây rõ ràng là một nơi tu luyện tuyệt vời với người tu ma. Vì rất nhiều người tu ma đều muốn thích làm gì thì làm. Mà dưới sự ra sức lan truyền của liên minh hộ giới, tin tức Diệp Huyên và Liên Vạn Lý đã chết nhanh chóng truyền khắp Thanh Châu. Vào khoảnh khắc biết tin hai người đã chết, cả Thanh Châu lập tức sôi trào. Phải biết rằng bây giờ Thanh Châu có thể ổn định như vậy đều là vì có hai người kia. Có Diệp Huyên, Khương Quốc, Ninh Quốc và các nước xung quanh không dám náo loạn. Có Liên Vạn Lý, Đế Quốc Đại Vân cũng không dám náo loạn. Có thể nói, hai người này có tác dụng quan trọng trong việc ổn định Thanh Châu. Mà bây giờ, hai người lại chết rồi. Trong lúc nhất thời, Thanh Châu trở nên rối loạn, vô số người bắt đầu tính toán. Đặc biệt là Đế Quốc Đại Vân, một vài phiên vương của Đế Quốc Đại Vân đã tuyên bố tự làm vương. Thanh Châu bắt đầu mất trật tự, lại thêm một vài tu sĩ của Trung Thổ Thần Châu đã vào Thanh Châu từ trước, Thanh Châu có thể nói là càng ngày càng loạn. Đợi sau khi rất nhiều cao thủ của Trung Thổ Thần Châu tiến vào Thanh Châu sẽ thật sự trở thành địa ngục trần gian. Trên một vùng biển rộng lớn nào đó, một chiếc thuyền bay nhanh chóng di chuyển, trên thuyền bay đều là đệ tử của Hợp Hoan Tông. Khoảng hơn trăm người. Người đến đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Trong một gian phòng riêng trên thuyền bay, tông chủ Hợp Hoan Tông đứng im lặng trước cửa sổ. Một ông lão đứng sau lưng ông ta. Sau một lúc lâu, tông chủ Hợp Hoan Tông đột nhiên nói, có lẽ không giả đâu, hai ngự pháp cảnh chân chính, mấy trăm cao thủ, chắc chắn Diệp Huyên kia không thể nào còn sống được. Còn nữa, tin tức này đã sắp truyền khắp Thanh Châu và Trung Thổ Thần Châu rồi, chắc chắn là liên minh hộ giới làm. Nếu đã là hành động của họ thì chắc hẳn là thật. Cho nên, ông lão hỏi. Tông chủ Hợp Hoan Tông cong môi cười khẩy, vào Thanh Châu, bắt giữ tất cả mọi người của Học viện Thương Lan, nữ giữ lại, nam giết hết, treo đầu trên cổng thành của Đế Đô Khương Quốc. Thù của Hợp Hoan Tông ta, đương nhiên phải trả lại gấp trăm lần. Ông lão cười khẽ, đúng là nên làm thế. Một lát sau, một âm thanh vang lên trên thuyền bay, Diệp Huyên chết rồi. Diệp Huyên chết rồi, ha ha. Những tiếng cười to hưng phấn vang vọng trên thuyền bay. Chương 467, khoảnh khắc đó, bản vương cảm thấy ngươi rất mạnh. Không biết qua bao lâu sau, Diệp Huyên nghe thấy tiếng nước chảy trong cơn mê man. Đầu hắn nặng nề như bị đổ trì, ý thức sắp sửa tan đi thì hai tay bỗng siết chặt lại, hàm răng cắn phập vào lưỡi theo bản năng. Cơn đau thấu xương sộc đến, mang theo một chút tỉnh táo. Hắn cảm nhận được vị trí hiện tại của mình. Cách đó không xa là một thác nước rộng khoảng mấy chục trượng, cao 20 trượng, nước nghiêng nghiêng đổ xuống một cái đầm nhỏ bên dưới, bọt nước văng tung tóe. Cạnh đầm nước là một cô gái đang ngồi trên tảng đá, cúi đầu quan sát mặt đầm, đôi chân ngọc nhẹ nhàng lắc lư dưới làn nước. Thi thoảng có tiếng chim hót lạnh lót giữa núi rừng.
nước chảy róc rách, chim chóc ca vang, người con gái thuần khiết đến thoát tục. Diệp Huyên chỉ cảm thấy lòng mình bình lặng hơn bao giờ hết. Một chốc sau, hắn dồn sức muốn đứng dậy thì phát hiện ra mình còn chẳng nhúc nhích nổi một ngón tay. Phản vệ này thật là... Diệp Huyên chỉ đành cười trừ. Cô gái trên tảng đá như cảm nhận được mà quay lại nhìn hắn. Mũi chân nàng điểm nhẹ lên mặt nước, tạo ra những gợn sóng dập dờn, mà bản thân nàng đã vút lên như một làn khói xanh, nhẹ nhàng bay đến trước mặt Diệp Huyên như tiên nữ dáng thế không nhiễm bụi trần. Nàng ta vững vàng đáp xuống cạnh hắn, chớp chớp đôi mắt xinh đẹp tỉnh rồi. Hắn gật đầu, Liên cô nương, chúng ta còn sống, thật tốt quá. Liên Vạn Lý nhẹ nhàng vuốt hai lọn tóc mai bên má, khẽ cười, món bảo bối kia của ngươi cũng lợi hại thật, nhoáng cái đã giết hai vị ngự pháp cảnh chân chính và mấy trăm cường giả khác. Đó là thứ gì, sao lại lợi hại đến vậy? Rồi như sực nhớ ra điều gì đó, nàng ta áy náy cười, xin lỗi, ta hỏi nhiều rồi. Diệp Huyên cười đáp, tháp giới ngục do mẹ ta để lại cho, bên trong có không gian riêng biệt, ta cũng không biết nó là gì. Đúng rồi, trước kia, kiếm tiên tỷ tỷ cũng ở trong đó, nhưng hiện giờ nàng ấy đã đi rồi. Thấy hắn không chút nào giấu giếm, nụ cười bên khóe môi Liên Vạn Lý trở nên rực rỡ hơn. Không biết vì sao, nàng ta cảm thấy có chút vui vẻ, ngay cả cánh tay cụt cũng có thể tạm thời không màng đến. Vị nữ vương không hỏi tiếp nữa, vì bấy nhiêu đã đủ rồi. Diệp Huyên lại lên tiếng, Liên cô nương, khi ấy cô hoàn toàn có thể rời đi. Liên Vạn Lý nhìn hắn, đi ư, nếu ta đi, ngươi có lẽ đã chết rồi. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, nếu không đi, có lẽ chính cô cũng phải chết. Liên Vạn Lý lắc đầu, nhìn về chân trời xa xăm, khẽ thốt lên, Thanh Châu đại loạn, vô số người chỉ đang tính toán cho bản thân, chưa từng nghĩ đến tương lai của vùng đất này. Nhưng ngươi lại cam nguyện đứng ra giữa lúc nước sôi lửa bỏng. Không màng ích lợi, chỉ muốn bảo vệ Thanh Châu. Nàng ta mỉm cười nhìn hắn, dáng vẻ ngươi chống lại những cường giả từ trung thổ thần châu ấy rất là ngầu đó. Bản vương bỗng phát hiện một điều, cho dù một người có sức mạnh to lớn nhường nào, nhưng nếu không có giới hạn đạo đức, không biết thương xót cho chúng sinh trong thiên hạ mà chỉ biết vùi đầu vào tu luyện, vì đại đạo, vì trường sinh, thì người ấy không xem như người, bản vương xem thường hạng người như vậy. Hơn nữa, có đôi khi sự mạnh mẽ của một người không thể đong đếm bằng sức mạnh. Vậy lấy gì để đếm? Diệp Huyên hỏi. Liên Vạn Lý im lặng một hồi lâu mới lắc đầu, bản vương cũng không rõ. Nhưng ta biết khi ngươi gióng giạc tuyên bố Diệp Huyên ta sẽ bảo vệ Thanh Châu này với những cường giả kia, bản vương cảm thấy ngươi rất mạnh. Đôi mắt nàng ta hấp háy nét cười, bản vương cho rằng đàn ông có thể không đẹp trai, không giàu có, nhưng không thể không có cốt khí, không có trách nhiệm. Diệp Huyên nghiêm mặt nói, Liên cô nương, những gì cô nói ta đều có. Thôi xong, có phải là ta quá giỏi rồi không? Liên Vạn Lý thò tay ra ngắt má hắn, cong môi đáp, mặt ngươi dày quá đó. Diệp Huyên. Nàng ta lấy một viên đan dược màu tím ra bỏ vào miệng hắn, chữa thương trước đã. Bản vương canh chừng giúp ngươi. Diệp Huyên gật đầu, mọi chuyện còn chưa kết thúc, tất cả chỉ có thể dựa vào chính mình, việc cần kíp lúc này là chữa thương. Diệp Huyên tĩnh tâm, nghiêm túc cảm nhận những gì đang diễn ra trong cơ thể. Điều hắn sợ nhất không phải phản phệ mà là di chứng khó chữa lành sau khi cưỡng chế khởi động tháp giới ngục. Đó là mối lo âu của hắn hiện tại. Sau một phen kiểm tra kỹ lưỡng, phát hiện tất cả đều đang hoàn hảo, hắn thở phào nhẹ nhõm. Không đúng. Diệp Huyên biến sắc, vội vàng chạy vào tháp giới ngục kiểm tra. Cảnh tượng trước mắt khiến hắn ngây ra như phỗng, sau đó cười khổ không thôi. Chương 468, lấy ác trị ác. Toàn bộ số linh thạch cực phẩm của hắn, lẫn cả số linh thạch trong nhẫn chứa đồ để trong tháp, đều đã không còn tung tích, trong khi đó những vật phẩm khác đều còn tồn tại. Không cần nói cũng biết chúng đã bị tháp nuốt chửng để bù lại cho lượng linh khí khổng lồ sau khi bị hắn cưỡng chế khởi động. Nhưng mà, thế này cũng nhiều quá rồi đó. Gia tài của hắn có khoảng mấy chục triệu viên linh thạch cực phẩm, nhẫn chứa vật trong tháp cũng ít nhất tương đương. Vậy mà tất cả đều bị nuốt mất rồi. Nhưng thân thể hắn còn vẹn toàn đã là điều may mắn nhất. Diệp Huyên thử câu thông với tháp giới ngục thì phát hiện ra nó không những không có bất cứ động tĩnh nào mà hắn còn không thể tiến vào, cũng không thể lấy đồ trong tháp ra. Chẳng lẽ nó đóng cửa rồi? Diệp Huyên nghịch mặt ra, không cam lòng thử lại lần nữa, kết quả vẫn không có gì khác biệt, thậm chí còn không thể điều khiển nó. Cuối cùng,
Diệp Huyên xác nhận là tháp giới ngục đã đóng cửa thật rồi. Không có nó chẳng khác gì mất đi con át chủ bài cuối cùng. Sau một hồi im lặng, hắn đột nhiên quay sang nói với Liên Vạn Lý đang nhóm lửa gần đó, Liên cô nương, phiền cô cho ta mượn một viên linh thạch. Nàng ta cong ngón tay lại, một viên linh thạch bay đến trước mặt Diệp Huyên trong khi chủ nhân vẫn tiếp tục nhóm lửa. Diệp Huyên vừa vươn tay ra, không ngờ linh thạch vừa tiếp xúc đã biến mất khiến sắc mặt hắn cứng đờ. Một khắc sau, Diệp Huyên bắt đầu tổng kết lại. Thứ nhất, tháp giới ngục đã đóng cửa. Thứ hai, nó cần rất nhiều linh khí. Thứ ba, muốn mở tháp ra chỉ còn cách cung cấp đủ linh khí cho nó. Thứ tư, lượng linh thạch cực phẩm mà tháp còn thiếu vẫn là một ẩn số. Thiếu ít ít thì còn không sao, lỡ như thiếu tận mấy trăm triệu viên nữa thì hắn biết đi đâu mà tìm. Nghĩ thôi cũng thấy đau đầu. Quan trọng nhất là hắn còn không biết lần cưỡng chế khởi động này có ảnh hưởng gì đến những thứ bị giam cầm trong tháp hay không. Qua hồi lâu, Diệp Huyên mới thấp giọng thở dài. Bây giờ không phải lúc để suy nghĩ những việc này, hắn phải tập trung chữa thương đã. Viên đan dược của Liên Vạn Lý mang lại một luồng linh khí nồng đậm không ngừng lan tỏa khắp cơ thể hắn, chữa trị cho những nơi bị thương tổn. Màn đêm dần buông, bốn bề tĩnh lặng. Dưới trời sao giăng đầy, Diệp Huyên và Liên Vạn Lý ngồi đối diện nhau, giữa họ là một con thỏ hoang được nướng đến vàng tươi giòn rụm trên lửa. Bởi vì thương thế chưa hoàn toàn khôi phục, cả hai tạm thời không trở về đế quốc Đại Vân. Liên Vạn Lý bỗng lên tiếng, ta nhận được tin rất nhiều cường giả trung thổ thần châu đã đến Thanh Châu, kẻ nào cũng mang ý xấu trong lòng. Diệp Huyên nhẹ giọng đáp, thì khiến chúng có đi mà không có về thôi. Đối phương nhoẻn cười, hay. Nụ cười của nàng ta khiến Diệp Huyên ngây ngẩn trong chốc lát. Nhìn kỹ mới phát hiện, dung mạo Liên Vạn Lý tuy không thể xưng là tuyệt trần nhưng càng ngắm mới thấy được nàng ta xinh đẹp đến nhường nào. Vị nữ vương bỗng nhiên hỏi, ngươi đang ngắm ta à? Diệp Huyên sững ra, sau đó gật đầu. Có đẹp không, nàng ta lại hỏi. Hắn lại gật, đẹp. Sắc mặt Liên Vạn Lý bỗng trở nên ảm đạm, mất một tay rồi, đẹp chỗ nào chứ? Dù sao thì cánh tay ấy cũng vì hắn mà rơi xuống, Diệp Huyên nhẹ giọng đáp, xin lỗi cô. Nhưng nàng ta lại mỉm cười, ta không trách ngươi. Vừa dứt lời, Liên Vạn Lý ngả mình nằm xuống, nhìn sao giăng đầy trời rồi nói, tranh thủ nghỉ ngơi tối nay đi, sáng mai chúng ta lập tức trở về. Khi ấy ngươi định sẽ làm thế nào? Diệp Huyên cũng nằm xuống, suy tư hồi lâu rồi mới đáp, lấy ác trị ác. Chấm chấm chấm. Ninh Quốc. Trời còn chưa sáng. Hằng hà xa số những chiếc thuyền bay đã ồ ạt đổ bộ vào Ninh Quốc, thẳng tiến đến đế đô. Người cầm đầu chúng chính là Hoan Tiếu Môn, Hợp Hoan Tông và Huyết Tông. Ba tông môn này có mối thù không đội trời chung với Diệp Huyên, đến đây chỉ với mục đích trả thù. Ngoài ra cũng không thể không kể đến việc Hợp Hoan Tông và Hoan Tiếu Môn quyết tâm bắt lấy Thác Bạt Ngạn cho bằng được. Tại một tòa lầu nhỏ trong Hoàng Cung, Thác Bạt Ngạn mặc một thân trắng toát, lặng lặng đứng trước tấm bài vị có khắc ba chữ phu Diệp Huyên. Kể từ khi hay tin Diệp Huyên bỏ mạng, nàng đã tự tay dựng nên tấm bài vị này, cũng đã đứng trước nó một ngày một đêm. Khi trời vừa hửng sáng, một giọng nói vọng vào từ ngoài cửa, bệ hạ, rất nhiều thuyền bay đã tiến vào đế đô, xin bệ hạ lập tức rời đi. Thác Bạt Ngạn đi đến, nhẹ nhàng vuốt ve tấm bài vị, dịu dàng nói, hãy yên tâm, đời này của chấm chỉ biết một người đàn ông duy nhất, đó chính là ngươi. Nói xong, nàng quả quyết rời đi với hai lá bùa viêm bảo ẩn giấu trong tay áo. Đế đô Đại Ninh. Ba chiếc thuyền bay vừa dừng lại, hơn 300 đệ tử Huyết Tông, Hợp Hoan Tông và Hoan Tiếu Môn đã lục tục nhảy xuống. Kẻ cầm đầu tông chủ Huyết Việt của Huyết Tông đánh mắt nhìn bốn phía với vẻ thèm thuồng, máu tươi. Sau đó, sắc mặt y vằn vẹo đi, thét lên, đồ thành. Chương 469, người không vì mình, trời chu đất diệt. Đồ thành. Khi tông chủ Huyết Tông Huyết Việt nói ra những lời này, các đệ tử Huyết Tông trên sân lập tức sôi trào. Ma đạo. Mặc dù ma đạo có thể sinh sống ở trung thổ thần châu nhưng trung quy vẫn bị xa lánh, hơn nữa cũng không dám làm nhiều một số việc cực đoan vì sợ gây phẫn nộ dư luận. Do đó, ma đạo hơi bó tay bó chân, khó mà làm việc ở trung thổ thần châu. Nhưng giờ phút này ở Thanh Châu, họ hoàn toàn không còn kiêng dè điều gì. Nơi đây không có người hộ giới, không có thế lực có thể chống lại họ. Ở đây, họ muốn làm gì thì làm. Kẻ mạnh có thể tùy hứng làm bất cứ việc gì với kẻ yếu mà không cần lý do. Yếu là nguồn gốc của tội lỗi. Giết,
Sau khi đệ tử huyết tông xông vào thành, họ bắt đầu tàn sát, hầu như là gặp người nào giết người đó, có điều trong thành cũng có quân đội, nhưng những quân đội này hoàn toàn không có tác dụng lớn gì khi đứng trước mặt các tu sĩ. Về phần Hợp Hoan Tông và Hoan Tiếu Môn, họ không tham gia vào vụ tàn sát mà đi thẳng đến Hoàng Cung Ninh Quốc. Họ nhất định phải có được thể chất nội mị. Trước cung điện Hoàng Cung Ninh Quốc. Vào lúc này, hàng chục nghìn binh sĩ đã tập trung ở đây, tất cả đều bày thế trận sẵn sàng đón địch. Đằng sau những binh sĩ này là Thác Bạt Ngạn, sau lưng nàng ta còn có hai cao thủ vạn pháp cảnh. Trong mắt vô số người, tông chủ Hợp Hoan Tông và môn chủ Hoan Tiếu Môn dẫn các đệ tử của mình đi tới trước cổng đại điện Hoàng Cung. Khi nhìn thấy Thác Bạt Ngạn, ánh mắt của tông chủ Hợp Hoan Tông và môn chủ Hoan Tiếu Môn lập tức trở nên nóng bỏng. Lúc này, Thác Bạt Ngạn bỗng lên tiếng, giết. Dứt lời, vô số mũi tên như mưa to gió lớn bắn nhanh về phía đám người Hợp Hoan Tông và Hoan Tiếu Môn. Tông chủ Hợp Hoan Tông cười khẩy, vung tay phải lên, một lực lượng mạnh mẽ ảo ra từ lòng bàn tay ông ta, chỉ nháy mắt những mũi tên kia đã bị lực lượng này phá tan. Nhìn thấy cảnh này, các binh sĩ của Ninh Quốc lập tức tái mặt. Cao thủ ngự pháp cảnh. Binh sĩ bình thường hoàn toàn không có sức chống cự trước loại cao thủ này, bởi vì cao thủ ngự pháp cảnh đã vượt xa phạm vi của võ giả bình thường. Tông chủ Hợp Hoan Tông không đếm xỉa đến những binh sĩ kia mà nhìn thẳng về phía Thác Bạt Ngạn cách đó không xa, lần này không ai có thể bảo vệ cô nữa, cũng đừng nghĩ đến việc tự sát. Nếu cô dám tự sát, bổn tông chủ chắc chắn sẽ tàn sát cả Hoàng Cung Ninh Quốc, để chúng chôn cùng cô. Thác Bạt Ngạn mặt không cảm xúc, cho dù ta có ngoan ngoãn khoanh tay chịu trói, các ngươi cũng sẽ không bỏ qua cho họ. Không cần nói nhiều, Ninh Quốc ta yếu, hôm nay nên chết, nhưng người Ninh Quốc ta dù chết cũng phải chết một cách có khí phách. Dứt lời, hai lá bùa viêm bạo trong tay áo nàng ta đột nhiên run lên như sắp đốt cháy làm nổ. Lúc này, hai tay bỗng nhiên đè lên vai nàng ta, trong tích tắc toàn thân nàng ta không thể động đậy. Thác Bạt Ngạn ngoảnh đầu lại. Người đè nàng ta chính là hai cao thủ vạn pháp cảnh sau lưng nàng ta. Thấy Thác Bạt Ngạn nhìn lại, hai người hơi cúi đầu, một ông lão trong số đó nhẹ giọng bảo, xin lỗi. Xin lỗi. Thác Bạt Ngạn ngẩn ra, trong mắt đầy khó tin, giang di, lão nhược. Hai người. Ông lão đang định nói thì bà lão lên tiếng trước, Hợp Hoan Tông đã hứa với hai chúng ta, sau chuyện này, hai ta sẽ đi cùng họ về trung thổ Thần Châu. Bệ hạ, Thanh Châu đã xong. Ninh Quốc đã xong, hai chúng ta không thể không tìm một lối thoát khác, mong bệ hạ hiểu cho. Thác Bạt Ngạn cười tự giễu, ta từng nghĩ đến vô số người sẽ phản bội, nhưng chưa từng nghĩ tới là hai người. Bởi vì hai người trước mắt đã nhìn nàng ta lớn lên, có thể nói họ là người thân nhất của nàng ta. Nhưng nàng ta không ngờ người phản bội nàng ta đầu tiên lại là hai người thân nhất này. Bà lão không nhìn vào mắt Thác Bạt Ngạn mà cúi đầu, người không vì mình, trời tru đất diệt. Hay cho câu người không vì mình, trời tru đất diệt. Lúc này, một giọng nói chợt vang lên. Khi nghe thấy giọng nói này, tất cả mọi người lập tức sửng sốt rồi lần lượt quay đầu lại nhìn. Ở nơi đó, một người đàn ông chậm rãi bước đến. Người đàn ông mặc bộ áo dài nam, tay cầm kiếm, lưng đeo hộp đựng kiếm. Diệp Huyên. Khi nhìn thấy Diệp Huyên, tất cả mọi người đều sững sờ. Chẳng phải hắn đã chết rồi ư? Thác Bạt Ngạn nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, hai tay nắm chặt, nàng ta cứ thế mà nhìn. Diệp Huyên bước về phía Thác Bạt Ngạn, những binh sĩ chắn trước mặt Thác Bạt Ngạn vội vàng tránh ra. Khi nhìn Diệp Huyên, trong mắt những binh sĩ này tràn đầy phấn chấn. Diệp Huyên, tuy hắn là người Khương Quốc, nhưng cũng là quốc sĩ của Ninh Quốc. Hơn nữa người mù cũng có thể nhìn ra được quan hệ của Diệp Huyên với Thác Bạt Ngạn không bình thường. Ở bên khác, mấy người Hợp Hoan Tông và Hoan Tiếu Môn cũng đang nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên. Kiếm hoàng trẻ tuổi nhất trung thổ Thần Châu. Hiển nhiên họ cũng không ngờ Diệp Huyên lại chưa chết. Hai ngự pháp cảnh chân chính, hơn 10 vạn pháp cảnh, còn có mấy trăm cao thủ đỉnh cao cũng không thể giết Diệp Huyên. Nghĩ đến đây, vẻ mặt của tông chủ Hợp Hoan Tông và môn chủ Hoan Tiếu Môn lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Diệp Huyên rất nhanh đã đi tới trước mặt Thác Bạt Ngạn. Mà Thác Bạt Ngạn vẫn bị bà lão và ông lão kia giữ chặt, hai người cũng không có ý định buông tay, ngược lại còn túm chặt hơn. Đến đây khi nào, Thác Bạt Ngạn hỏi. Gần 15 phút rồi. Diệp Huyên tuét miệng cười, ban đầu định là sẽ lên sân khấu vào thời điểm quyết định nhất, làm một màn anh hùng cứu mỹ nhân. Nhưng khi thấy họ bắt nạt cô như thế, ta không thể chịu đựng được nữa.
Dứt lời, hộp đựng kiếm sau lưng hắn run dữ dội, một thanh kiếm đột nhiên bay ra. Xoẹt. Cánh tay đang túm thác bạt ngàn của ông lão kia lập tức bị chém đứt, bên cạnh ông ta, mặt bà lão biến sắc, bà ta kéo thác bạt ngàn tới trước mặt mình, muốn để nàng ta làm bia đỡ đạn, nhưng lúc này, một thanh kiếm xuyên thủng qua giữa hai đầu lông mày bà ta. Bà lão lùi nhanh về phía sau, lần này bà ta lùi lại tới trước cổng đại điện, sau đó đờ đẫn nhìn Diệp Huyên ở phía xa, nhanh. Quá! Trên sân, tất cả mọi người đã sợ ngây người. Một chiêu giết chết vạn pháp cảnh. Không ngờ Diệp Huyên lại có thể một chiêu giết chết vạn pháp cảnh. Cách đó không xa, vẻ mặt của đám người Hợp Hoan Tông và Hoan Tiếu Môn vô cùng nặng nề. Thắng vạn pháp cảnh không đáng sợ, đáng sợ là một chiêu giết chết. Thác Bạt Ngạn nhìn bà lão, vẻ mặt hơi phức tạp, nhưng nàng ta cũng không nói gì. Còn ở bên khác, ông lão kia xoay người bỏ chạy không chút nghĩ ngợi. Chương 470, ta là một người trong sáng. Diệp Huyên đang định ra tay, Thác Bạt Ngạn bỗng lắc đầu, được rồi. Diệp Huyên quay mặt sang Thác Bạt Ngạn, nàng ta nhẹ giọng bảo, mặc dù lần này họ phản bội ta, nhưng họ cũng đã từng giúp ta không biết bao nhiêu lần. Để ông ta đi đi, từ nay về sau không ai nợ ai. Diệp Huyên gật đầu, nghe lời cô. Nói xong, hắn quay lại bước về phía đám người Hợp Hoan Tông và Hoan Tiếu Môn. Thấy Diệp Huyên đi tới, tông chủ Hợp Hoan Tông nheo mắt, Diệp Huyên, ta khuyên cậu không nên xen vào chuyện của người khác, nếu không. Diệp Huyên đột nhiên biến mất tại chỗ, ngay sau đó, một thanh kiếm chém xuống từ đỉnh đầu tông chủ Hợp Hoan Tông. Nhất kiếm định sinh tử. Không chỉ vậy, lúc này thanh kiếm trong tay hắn đã biến thành màu đen, nó được thêm kiếm ý ác niệm, ngoài ra còn mượn thiên địa chi thế. Sức mạnh của một kiếm này khiến tất cả mọi người phải thay đổi sắc mặt. Nhận thấy được sức mạnh từ một kiếm của Diệp Huyên, vẻ mặt tông chủ Hợp Hoan Tông lập tức trở nên nghiêm túc, ông ta không dám khinh thường, hai tay vung lên, không gian phía trên đầu ông ta trở nên méo mó. Bóp méo không gian. Đây là khả năng đặc biệt chỉ có ở ngự pháp cảnh, nhưng ông ta không phải ngự pháp cảnh chân chính nên cũng không thể thay đổi cấu trúc không gian, chỉ có thể bóp méo một cách đơn giản. Thay đổi và bóp méo khác biệt một trời một vực. Chiêu bóp méo này vẫn chưa thể bóp méo một kiếm của Diệp Huyên, hắn chém thẳng xuống. Ầm. Trong mắt mọi người, một bóng người bị văng thẳng ra ngoài, bóng người này chính là tông chủ Hợp Hoan Tông. Tông chủ Hợp Hoan Tông văng ra xa mấy chục trượng, khi ông ta vừa dừng lại, Diệp Huyên lại xuất hiện phía trên đầu ông ta. Lại chém một nhát. Vẫn là nhất kiếm định sinh tử. Giờ phút này, mặt tông chủ Hợp Hoan Tông lập tức trắng bệch. Ầm. Trong ánh mắt mọi người, tông chủ Hợp Hoan Tông lại văng ra ngoài, nhưng lần này ông ta vẫn chưa dừng lại, một thanh kiếm đã xuyên qua giữa hai đầu lông mày ông ta, sau đó cắm xuống đất. Xung quanh trở nên yên tĩnh. Chết! Một ngự pháp cảnh cứ vậy mà chết. Ba kiếm! Đừng thấy Diệp Huyên chỉ dùng ba kiếm mà nghĩ nó bình thường, thực ra ba kiếm này không hề đơn giản. Vì thứ nhất, hắn sử dụng kiếm ý ác niệm và thiên địa chi thế. Ngoài ra còn có kiếm kỹ cực mạnh như nhất kiếm định sinh tử, điều quan trọng nhất là kiếm của hắn là kiếm bậc thiên. Sau khi đạt tới kiếm hoàng, hắn đã tương đương với vạn pháp cảnh. Và sau khi có kiếm kỹ mạnh và kiếm bậc thiên, hắn hoàn toàn có khả năng giết ngự pháp cảnh. Vì với sức mạnh từ một kiếm của hắn lúc này, bóp méo không gian đơn giản đã không còn có tác dụng với hắn nữa. Trừ phi là ngự pháp cảnh chân chính. Kiểu cao thủ có thể thay đổi cấu trúc không gian mới có thể dùng chiêu này tiêu trừ sức mạnh từ kiếm của hắn. Mà tông chủ Hợp Hoan Tông trước mắt này không phải ngự pháp cảnh chân chính. Sau khi dùng ba kiếm giết chết tông chủ Hợp Hoan Tông, Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía môn chủ Hoan Tiếu Môn cách đó không xa, ông ta thay đổi sắc mặt, vội vàng quát, rút lui. Nói xong, ông ta dẫn người Hoan Tiếu Môn rời đi. Thật ra ông ta đã có ý định rút lui từ lâu. Vì trong những người đi giết Diệp Huyên lúc trước có hai cao thủ ngự pháp cảnh chân chính. Nhưng tất cả họ đều mất tích, Diệp Huyên lại còn sống. Chuyện này đã không bình thường. Bây giờ nhìn thấy thực lực đáng sợ của Diệp Huyên, ông ta càng không có ý muốn chiến đấu nữa. Nếu sau lưng một thiên tài thế này không có siêu thế lực hay siêu cao thủ nào thì ai tin? Quyết đoán rời đi. Môn chủ Hoan Tiếu Môn không chút do dự. Nhưng Diệp Huyên thì không có ý định bỏ qua. Điều khiến hắn thấy phiền nhất là khi không đánh chết kẻ thù, mấy ngày nữa đối phương lại tới trả thù một cách điên cuồng. Nếu đã là kẻ thù thì nên chém tận giết tuyệt,
không để lại bất cứ tai họa về sau. Môn chủ Hoan Tiếu Môn vừa xoay người, một thanh kiếm trong hộp đựng kiếm sau lưng Diệp Huyên đã phóng lên tận trời, chém thẳng về phía môn chủ Hoan Tiếu Môn. Thấy Diệp Huyên không dừng tay, vẻ mặt của môn chủ Hoan Tiếu Môn lập tức trở nên dữ tợn. Ông ta chợt quay người lại rồi giẫm mạnh chân phải. Rầm. Cả mặt đất rung chuyển dữ dội, một lực lượng mạnh mẽ chấn động tuôn ra từ cơ thể ông ta. Cùng lúc đó, hai tay ông ta tạo thành một thủ ấn kỳ lạ, sau đó ông ta tung về phía trước, hét lên, thủ ấn. Dứt lời, mặt đất dưới chân ông ta bỗng tập trung một lực lượng mạnh mẽ, sau đó nó lấy cơ thể ông ta làm trung gian, lệch hướng ảo ra từ hai tay ông ta, lực lượng này lập tức ngưng tụ thành một tấm khiên tròn màu vàng kim. Mà lúc này, phi kiếm của Diệp Huyên chém thẳng vào phía trên tấm khiên tròn vàng kim. Ầm! Tấm khiên tròn lập tức rạn nứt, không chỉ thế, khi tiếp xúc với kiếm ý của Diệp Huyên, tấm khiên tròn vàng kim này lại bắt đầu nhanh chóng tiêu tan. Kiếm ý ác niệm. Nhận thấy được điều này, mặt môn chủ Hoan Tiếu Môn biến sắc, ông ta đang định rút lui thì Diệp Huyên đã tới phía trên đầu ông ta. Chém một kiếm. Đồng tử môn chủ co rụt, hai tay ông ta chắp lại, không giờ lại chắp vào kiếm Diệp Huyên, nhưng hai chân ông ta lập tức khuỵu xuống, suýt chút nữa quỳ xuống đất. Mà lúc này, lại một thanh kiếm bay ra khỏi hộp đựng kiếm sau lưng Diệp Huyên. Bù! Trong mắt tất cả mọi người, một tia kiếm quang xuyên qua giữa hai đầu lông mày môn chủ Hoan Tiếu Môn. Xung quanh trở nên yên tĩnh. Diệp Huyên vẫy tay phải, nhẫn chứa đồ tông chủ hợp Hoan Tông và môn chủ Hoan Tiếu Môn đeo trên tay lập tức bay vào tay hắn. Vừa liếc mắt nhìn, hắn lập tức ngẩn người. Không ngờ hai người cộng lại có hơn 70 triệu linh thạch cực phẩm. Hờm! Như phát hiện ra gì đó, Diệp Huyên vội vàng xòe hai tay ra, hai quyển trục màu sắc rực rỡ đột nhiên bay ra khỏi hai chiếc nhẫn chứa đồ, sau đó vững vàng rơi vào hai tay hắn. Trên tay trái, âm dương kinh, quyển thượng. Trên tay phải, âm dương kinh, quyển hạ. Diệp Huyên tò mò mở một quyển ra xem, đập vào mắt là một hàng chữ lớn, đạo âm dương là đại đạo của trời đất, nam nữ kết hợp. Bên dưới còn có một số tranh minh họa trông rất sống động, nhưng có vài hình ảnh không phù hợp với trẻ em. Lúc này, Thác Bạt Ngạn lại gần hỏi, là gì thế? Diệp Huyên vội vàng khép lại, vẻ mặt cực kỳ đứng đắn, ta là một người trong sáng. Nói xong, hắn thản nhiên cất hai quyển trục. Chương 471, mạnh được yếu thua. Thác Bạt Ngạn liếc nhìn Diệp Huyên, không nói lời nào. Xung quanh, các đệ tử của Hoan Tiếu Môn và Hợp Hoan Tông xoay người bỏ chạy. Sợ. Lúc này họ thật sự sợ hãi. Vì thực lực mà Diệp Huyên thể hiện quá đáng sợ. Trốn. Giờ phút này, trong đầu tất cả mọi người chỉ có một ý nghĩ, đó là trốn. Đúng lúc này, 100 kỵ binh đột nhiên xông vào từ cửa thành. Đạo binh Thương Lan. Đội kỵ binh như một dòng lũ lớn, không nơi nào nó đi qua có thể cản được. Một đạo binh Thương Lan lao đến trước mặt Diệp Huyên, hắn ta nhảy xuống rồi quỳ một gối. Có chút kích động nói, bái kiến viện trưởng. Khi biết Diệp Huyên vẫn còn sống, tất cả mọi người ở học viện Thương Lan đều như bị sét đánh, đầu óc trống rỗng. Bởi vì Diệp Huyên luôn luôn là trụ cột, là linh hồn của học viện Thương Lan. Nếu không có Diệp Huyên, học viện Thương Lan phải đi theo con đường nào? Vào lúc đó, tất cả mọi người trong học viện Thương Lan đều mờ mịt. Và khi biết Diệp Huyên còn sống, không ai có thể hiểu được tâm trạng của đạo binh và học viên học viện Thương Lan. Diệp Huyên đỡ kỵ binh trước mặt mình dậy, truyền lại lệnh của ta, không tha cho bất kỳ kẻ nào. Kỵ binh ôm quyền, tuân lệnh. Dứt lời, hắn ta quay người nhảy lên ngựa hắc diễm, sau đó lao về phía đám đệ tử của Hợp Hoan Tông và Hoan Tiếu Môn cách đó không xa. Đệ tử của Hợp Hoan Tông và Hoan Tiếu Môn đều không phải kẻ yếu, nhưng giờ phút này, họ lại lập tức bại trận trước 100 đạo binh Thương Lan. Đương nhiên, ngoại trừ thực lực mạnh mẽ của đạo binh Thương Lan còn có một nguyên nhân, đó là lúc này đệ tử của Hợp Hoan Tông và Hoan Tiếu Môn đều đã sợ vỡ mật, hoàn toàn không còn ý chí chiến đấu, nhiều người không thèm chống cự mà chỉ muốn bỏ chạy. Chính vì thế nên hơn 200 người mới lập tức tan tác, nếu không hai bên đã đấu với nhau một trận sống còn, đạo binh Thương Lan muốn thắng một cách dễ dàng như vậy rõ ràng là không có khả năng. Khi cảm nhận được sức chiến đấu của những đạo binh Thương Lan này, trong lòng Diệp Huyên có chút vui mừng, vì họ lại mạnh hơn rất nhiều. Hiển nhiên, số tiền hắn bỏ ra không uổng phí. Khi thấy đã chắc chắn chiến thắng, Diệp Huyên cầm kiếm xoay người đi ra ngoài hoàng cung.
Nhưng Thác Bạt Ngạn lại đi theo. Diệp Huyên dừng bước, quay mặt sang Thác Bạt Ngạn, đi nghỉ trước đi, mọi chuyện còn lại giao cho ta. Thác Bạt Ngạn nhìn Diệp Huyên, cẩn thận. Nói xong, nàng ta quay người rời đi. Sau khi ra khỏi Hoàng Cung, Diệp Huyên bước đi một mình trên đường. Trên đường phố, đâu đâu cũng có thể nhìn thấy xác chết. Thời buổi loạn lạc, mạng người rẻ mạt như cỏ rác. Diệp Huyên bước chậm rãi về phía trước, từ nhỏ đến nay, đặc biệt là sau khi mẫu thân rời đi, hắn mới hiểu ra một đạo lý. Con người nhất định phải dựa vào bản thân mình. Khi đó hắn rất liều, cực kỳ liều, vì hắn phấn đấu mới có thể thay đổi số phận của hắn và muội muội. Lúc Kiếm Tiên tỷ tỷ rời đi đã nói với hắn một câu, nó khắc sâu vào tâm trí hắn. Có một số người, họ càng mạnh thì càng không có nhân tính, vì họ đã sống quá lâu, không còn tôn trọng mạng sống, trong mắt họ chỉ có kẻ mạnh và kẻ yếu. Mạnh được yếu thua. Chẳng hạn như khi con người ăn thịt lợn, họ có nghĩ cho cảm nhận của lợn không? Không, nhiều khi kẻ mạnh không có lòng thương hại kẻ yếu. Như cô gái váy trắng đã nói, tu sĩ càng tu luyện lâu ngày, nhân tính sẽ dần dần biến mất. Thông qua kiếm nhãn, Diệp Huyên nhìn những thi thể đầy đất ở xung quanh. Nếu hắn không đủ mạnh, có lẽ một ngày nào đó trong tương lai hắn cũng sẽ bị phơi thây trên đường giống thế này. Lúc này, một tiếng hét thê thảm chợt vọng lại từ phía xa. Diệp Huyên ngừng suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn theo, trong một góc đường cách đó không xa, một người đàn ông áo đen đang mổ xẻ thi thể người đàn ông chưa hoàn toàn tắt thở. Hắn ta làm rất thành thạo, nhanh chóng móc ra một trái tim đỏ rực. Nhìn thấy quả tim này, người đàn ông áo đen cười nhếch mép, trái tim thứ 171. Nói tới đây, hắn ta đột nhiên ngoảnh đầu nhìn về phía Diệp Huyên. Khi nhìn thấy Diệp Huyên, mắt hắn ta sáng rực, trái tim thứ 172. Lời còn chưa dứt, đầu hắn ta đã văng ra ngoài. Diệp Huyên đã tới đằng sau hắn ta từ lúc nào chẳng hay, một vệt máu chậm rãi nhỏ xuống từ trên thân kiếm Liên Tú. Khi máu nhỏ xuống, đầu người đàn ông áo đen cũng vừa khéo rơi xuống đất. Tay phải Diệp Huyên khe vẫy, nhẫn chứa đồ người đàn ông áo đen đeo trên ngón tay lập tức bay vào tay hắn. Hắn bước tới trước mặt người đàn ông đang nằm dưới đất, mà lúc này hắn ta đã không còn hơi thở. Diệp Huyên im lặng một lúc rồi quay người bỏ đi. Không lâu sau, đệ tử huyết tông trong thành lần lượt chết đi. Cách chết của mỗi người đều giống nhau, đó là bị chém bay đầu. Trước cửa thành Ninh Quốc, vẻ mặt của tông chủ huyết tông cực kỳ u ám, trên người y tỏa ra một hơi thở lạnh lẽo. Lúc này một người áo đen đột nhiên xuất hiện trước mặt huyết Việt, người áo đen trầm giọng nói, tông chủ, đã nhận được tin Diệp Huyên vẫn chưa chết. Hắn đã quay lại Ninh Quốc. Tông chủ Hợp Hoan Tông và môn chủ Hoan Tiếu Môn đều đã bị hắn giết chết. Huyết Việt quay phát sang nhìn người áo đen, do một mình hắn giết. Người áo đen gật đầu, giọng hơi run rẩy, vâng, người này đã đạt tới kiếm hoàng, tay cầm kiếm bậc thiên, dù là cao thủ ngự pháp cảnh cũng khó chống lại được hắn. Huyết Việt còn muốn nói gì đó, nhưng lúc này lại thêm một người áo đen chợt lao tới từ phía xa, tông chủ, không ổn, Diệp Huyên đang xông về phía này, nhiều nhất 10 hơi thở nữa hắn sẽ đuổi đến đây. Rút lui. Huyết Việt xoay người rời đi không chút do dự. Chương 472, gần đây Diệp Huyên ta rất nghèo. Tông chủ, còn rất nhiều đệ tử đang ở trong thành, người áo đen đột nhiên nói. Huyết Việt gằn giọng, không kịp lo. Có thể đi bao nhiêu thì đi bấy nhiêu. Nói xong, người y chấn động rồi biến mất ở cách đó không xa. Giờ phút này, y thật sự hoảng sợ. Nên biết rằng những người đi giết Diệp Huyên lúc trước gồm có 2 ngự pháp cảnh chân chính, hơn 10 vạn pháp cảnh và mấy trăm cao thủ khác. Mà giờ đây những người đó đều mất tích, nhưng Diệp Huyên vẫn còn sống. Điều quan trọng nhất là Diệp Huyên có thể giết cao thủ ngự pháp cảnh. Nói cách khác, bây giờ Diệp Huyên có năng lực giết y. Trốn. Huyết Việt chạy trốn rất nhanh, chẳng mấy chốc đã hoàn toàn biến mất ở cuối chân trời, nhưng các đệ tử của huyết tông lại không nhanh như y. Họ vừa ra tới cửa thành, một tia kiếm quang đã rơi xuống trước mặt họ, người tới chính là Diệp Huyên. Nhìn Diệp Huyên, mười mấy tên đệ tử huyết tông đều tỏ ra kiêng dè. Có lẽ các cao thủ trung thổ thần châu khác không quá hiểu về Diệp Huyên, nhưng đệ tử huyết tông thì không xa lạ gì với hắn, vì trước kia Diệp Huyên đã từng treo đầu của hơn 30 đệ tử ưu tú huyết tông ở ngoài thành đế đô Khương Quốc. Lúc này một trưởng lão của huyết tông bước ra, ông ta nhìn Diệp Huyên, các hạ. Bây giờ chúng ta bằng lòng rời đi, không bao giờ bước vào Thanh Châu nữa. Ta,
Một thanh kiếm đột nhiên bay ra khỏi hộp đựng kiếm sau lưng Diệp Huyên, sau đó chợt lóe như một tia chớp. Vèo. Đầu tên trưởng lão huyết tông vừa nói vang thẳng ra ngoài. Toàn bộ đệ tử huyết tông đều thay đổi sắc mặt, bỏ chạy tán loạn. Diệp Huyên lắc đầu, rời đi. Xin lỗi, muộn rồi. Dứt lời, hai tay hắn vung lên, ngay sau đó mấy thanh phi kiếm lần lượt bay ra khỏi hộp đựng kiếm sau lưng hắn. Vèo 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 vèo. Xung quanh, các đệ tử huyết tông lần lượt ngã xuống. Tàn sát. Hoàn toàn là tàn sát, trong số những đệ tử huyết tông bỏ chạy tán loạn này, không một ai có thể cản được phi kiếm của Diệp Huyên. Chưa đầy 15 phút, mười mấy gã đệ tử huyết tông đều ngã xuống đất, mà cách chết của họ đều giống nhau, đó là bị chém rơi đầu. Trong khoảng thời gian ngắn, mặt đất bị máu nhuộm đỏ. Diệp Huyên chỉ nhẹ nhàng với tay, vô số thanh phi kiếm lập tức bay vào lại trong hộp đựng kiếm sau lưng hắn. Lúc này, hơn 100 đạo binh thương lan đi tới trước mặt Diệp Huyên. Tất cả kỵ binh lần lượt xuống ngựa, sau đó quỳ một gối xuống. Diệp Huyên cất kiếm liên tú, lau vết máu trên mặt rồi chỉ vào tường thành, treo đầu của chúng lên tường thành đế đô, truyền lệnh cho cả Thanh Châu. Gần đây Diệp Huyên ta rất nghèo, hoan nghênh mọi người tiếp tục đến. Nói xong, hắn lấy nhẫn của các đệ tử huyết tông rồi xoay người rời đi. Chẳng mấy chốc, chuyện ở Ninh Quốc nhanh chóng truyền đi khắp nơi, câu nói của Diệp Huyên cũng được lan truyền theo. Sau khi nghe được câu nói này, một số cao thủ đến từ Trung Thổ Thần Châu lập tức nổi giận. Kiêu ngạo. Không thể nghi ngờ là Diệp Huyên quá kiêu ngạo. Hắn làm vậy là đang công khai thách thức những người đến từ Trung Thổ Thần Châu như họ. Một số cao thủ đến từ Trung Thổ Thần Châu nổi giận. Diệp Huyên thách thức như vậy, sao họ có thể chịu đựng? Do đó, một số người có thực lực khá mạnh đã kết bạn với nhau đi đến Ninh Quốc. Thật ra nguyên nhân quan trọng hơn đó là họ vì tiền thưởng. Tiền thưởng do Liên Minh Hộ Giới đưa ra quá hấp dẫn. Giết Diệp Huyên còn kiếm được nhiều tiền hơn cướp sạch vài quốc gia. Dưới phần thưởng cao ắt có kẻ dũng cảm, vì vậy dù họ biết Diệp Huyên không đơn giản, họ vẫn muốn chạy tới. Trong những người này, một số là có lòng tin với thực lực của mình, một số là bị tiền thưởng làm choáng váng. Nhưng cũng có rất nhiều người kiêng dè, đặc biệt là một số tu sĩ Trung Thổ Thần Châu vốn đang ở Ninh Quốc và Khương Quốc đã nhao nhao rời khỏi hai quốc gia này. Vì Diệp Huyên đã giết tông chủ Hợp Hoan Tông và môn chủ Hoan Tiếu Môn, hơn nữa còn giết hơn 200 đệ tử của hai tông. Loại thực lực này hoàn toàn không phải người bình thường có thể chống lại. Một câu nói đơn giản, chắc chắn đa số những cao thủ đến Ninh Quốc lần nữa đều rất tin tưởng vào bản thân, có niềm tin, tất nhiên cũng có nóng vội. Hoàng cung Ninh Quốc. Diệp Huyên vẫn chưa về Khương Quốc vì bây giờ hắn có việc quan trọng hơn cần làm, đó là mau chóng khôi phục tháp giới ngục. Thu hoạch của hắn lần này có khoảng hơn 100 triệu linh thạch cực phẩm. Chỉ từ chỗ tông chủ Hợp Hoan Tông và môn chủ Hoan Tiếu Môn, hắn đã kiếm được 7, 80 triệu. Tổng cộng của những đệ tử còn lại cũng mấy chục triệu linh thạch cực phẩm. Với hắn mà nói, đây chắc chắn là một khoản tiền không nhỏ. Ngoài ra còn có rất nhiều bảo vật khác, ví dụ như linh khí, công pháp, võ kỹ. Những thứ này cũng là một khoản không nhỏ, có thể bán được ít nhất mấy chục triệu linh thạch cực phẩm. Trong phòng, Diệp Huyên ngồi khoanh chân trên giường, hắn bắt đầu cho tháp giới ngục cắn nuốt linh thạch cực phẩm một cách điên cuồng, còn tháp giới ngục như một cái động không đáy. Sau khi cắn nuốt mấy chục triệu linh thạch cực phẩm, nó vẫn không có động tĩnh gì. Chỉ trong chốc lát, chưa đầy 15 phút, hơn 100 triệu linh thạch cực phẩm của hắn đều bị nuốt sạch sẽ. Mà tháp giới ngục vẫn không có chút động tĩnh. Thấy vậy, mặt Diệp Huyên cứng lại một lúc rất lâu, cuối cùng hắn ngả ra sau, vẻ mặt cuộc sống không còn gì để luyến tiếc, đại ca. Ngươi không thể chơi ta như vậy được, ta không nuôi ngươi nổi đâu. Chương 473, thực lực thật sự có chút giả tạo. Từ đầu tới giờ, tháp giới ngục đã cắn nuốt gần 200 triệu linh thạch cực phẩm của hắn, nhưng nó vẫn chưa có chút động tĩnh nào cả. 200 triệu linh thạch cực phẩm đấy. Ngay cả một số thế gia và tông môn hàng đầu ở Trung Thổ Thần Châu cũng chưa chắc có thể lấy ra được. Đây vẫn chưa phải vấn đề quan trọng nhất, điều quan trọng nhất là hắn vẫn chưa biết tháp giới ngục này phải cắn nuốt thêm bao nhiêu nữa. Động không đáy. Đúng là một cái động không đáy. Diệp Huyên đã muốn từ bỏ thứ này. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sợ là ngay cả ăn hắn cũng không ăn được. Nó còn đáng sợ hơn cả việc nuôi một đội đạo binh. Một lát sau, Diệp Huyên ra khỏi phòng. Hắn đi tới một phòng tu luyện,
Căn phòng này là phòng tu luyện riêng của Thác Bạt Ngạn, vô cùng yên tĩnh. Diệp Huyên khoanh chân ngồi xuống, sau đó lấy hộp đựng kiếm và kiếm ra. Rối. Giờ phút này, hắn cảm thấy toàn thân mình hơi rối. Bởi vì hắn có chút mơ hồ về kiếm ý, tu vi kiếm đạo, tâm cảnh kiếm đạo và kiếm kỹ của mình. Cảm giác mơ hồ này không có cách nào hiểu được. Mà việc hắn cần làm bây giờ là bình tĩnh lại và tìm hiểu bản thân. Kiếm ý. Hắn quyết định bắt đầu từ kiếm ý trước, cóp qua cóp lại, trở lại trang chính cộng cộng truyền.vn. Kiếm ý của hắn hiện tại chia thành kiếm ý thiện niệm và kiếm ý ác niệm. Kiếm ý thiện niệm phòng thủ là chính, kiếm ý ác niệm thì là tấn công. Sức sát thương của kiếm ý thiện niệm không mạnh, nhưng nó lại có thể biến thành lá chắn bảo vệ mình. Và khi kiếm ý thiện niệm biến thành lá chắn, nó tương đương với linh khí bậc chân thượng phẩm. Có thể nói, dù là cao thủ vạn pháp cảnh cũng khó có thể dễ dàng phá vỡ kiếm ý thiện niệm của hắn. Vấn đề là kẻ thù của hắn hiện tại không phải vạn pháp cảnh chân chính, mà là ngự pháp cảnh, hoặc là ngự pháp cảnh chân chính. Do đó, nếu kiếm ý thiện niệm của hắn không được thăng cấp, nó sẽ càng ngày càng trở nên vô bổ. Nhưng hắn lại không có phương pháp thăng cấp cái này, dù sao thì hắn chỉ biết, khi hắn làm việc tốt, kiếm ý này sẽ mạnh hơn. Kiếm ý ác niệm. So với kiếm ý thiện niệm, hắn càng thích kiếm ý ác niệm hơn vì nó tấn công là chính, sức sát thương cực mạnh. Có thể nói kiếm ý ác niệm đề cao sức chiến đấu của hắn lên ít nhất 30%. Nếu không có kiếm ý ác niệm, hắn hoàn toàn không có khả năng giết được ngự pháp cảnh. Ngoài ra, kiếm ý ác niệm có tính ăn mòn ở một mức độ nhất định, những vật bình thường tiếp xúc với kiếm ý này sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức. Ngay cả ngự pháp cảnh cũng chỉ có thể đủ tạm thời chống lại. Ngoại trừ kiếm ý là lực kiếm. Hiện tại hắn là kiếm hoàng, đã hiểu cách mượn thiên địa chi thế. Tất nhiên, theo hắn thấy, đây chỉ là mượn dùng một phần nhỏ thiên địa chi thế. Nếu thật sự có thể mượn dùng toàn bộ thiên địa chi thế, một kiếm của hắn sợ là giết ngự pháp cảnh chân chính trong một nhát cũng không phải vấn đề. Hắn chỉ vừa mới chạm đến ngưỡng cửa này, còn lâu mới hoàn toàn hiểu rõ thiên địa chi thế. Tiếp theo là kiếm. Hắn hiện đang có 2 thanh kiếm bậc thiên, 7 thanh kiếm bậc chân, một thanh trong đó là bậc chân thượng phẩm, cũng chính là kiếm Liên Tú, còn lại đều là bậc chân trung phẩm và bậc chân hạ phẩm, ngoài ra còn một chiếc hộp đựng kiếm bậc chân. Việc hắn có thể giết chết một vị ngự pháp cảnh trong 3 kiếm, không thể không kể công 2 thanh kiếm bậc thiên này. Có thể nói, 2 thanh kiếm bậc thiên này đề cao sức chiến đấu của hắn lên ít nhất 30%. Kế tiếp nữa là kiếm kỹ. Nhất kiếm định sinh tử. Trước mắt hắn chỉ biết kiếm kỹ này, mà nó chính là chìa khóa giúp hắn có thể giết chết cao thủ ngự pháp cảnh. Nếu không có kiếm kỹ này, chỉ kiếm ý, lực kiếm và kiếm bậc thiên thôi thì khó mà dễ dàng giết ngự pháp cảnh. Nghĩ tới đây, Diệp Huyên đột nhiên giật mình, vì hắn phát hiện ra thực lực thật sự của mình có chút giả tạo. Đầu tiên, kiếm bậc thiên đề cao sức chiến đấu cho hắn ít nhất 30%, mà kiếm bậc thiên là vật ngoài, không có nó đồng nghĩa với việc hắn thiếu đi 30% sức chiến đấu. Nói cách khác, ở một mức độ nào đó, hắn vẫn lệ thuộc vào vật ngoài. Vì nếu không có kiếm bậc thiên, chỉ dựa vào kiếm Liên Tú, hắn cũng khó mà dễ dàng giết một vị ngự pháp cảnh. Thần binh lợi khí dĩ nhiên tốt, nhưng nếu lệ thuộc thì cũng không phải chuyện tốt gì. Còn kiếm ý, lực kiếm, kiếm kỹ, tâm cảnh kiếm đạo mới là nền tảng của hắn. Ngoài những thứ đó ra, lá bài tẩy lớn nhất của hắn chắc chắn là tháp giới ngục. Mỗi lần sử dụng tháp giới ngục, ngay cả ngự pháp cảnh chân chính cũng có thể chém giết dễ dàng. Nhưng lại có 2 vấn đề chí mạng. Thứ nhất, mỗi lần sử dụng, bản thân hắn sẽ bị thương nặng và hôn mê. Lúc này hắn sẽ không còn khả năng phản kháng. Thứ hai, sau đó tháp hồng mông sẽ đóng lại, nó cần số lượng lớn linh thạch cực phẩm để khôi phục, mà rốt cuộc cần bao nhiêu thì đến giờ vẫn là một ẩn số. Thứ ba, sử dụng tháp giới ngục có thể sẽ khiến phong ấn trong tháp bị nới lỏng. Điều cuối cùng là vô cùng, vô cùng chí mạng. Hắn không quá rõ rốt cuộc trong tháp đang nhốt thứ gì, nhưng hắn biết một điều đó là những thứ này không tốt lành gì. Trong tình huống không có cô gái bí ẩn ở đây, nếu phong ấn bị nới lỏng, chắc chắn hắn sẽ không có đường sống. Vậy nên lá bài tẩy cuối cùng này, hắn hoàn toàn không dám tùy tiện sử dụng. Đương nhiên, nếu thật sự đến lúc sắp chết, hắn sẽ không rảnh lo nhiều việc như vậy, có thể kéo theo thứ gì chôn cùng thì cứ kéo thôi. Diệp Huyên ngừng suy nghĩ, tay phải cầm lấy một thanh kiếm trước mặt,
Ngay sau đó một thế mạnh mẽ tuôn ra từ trong kiếm. Kiếm thế, đây là bản thân hắn. Sau một nháy mắt, thế trong thanh kiếm đột ngột tăng vọt, mặt đất chung quanh bắt đầu nứt toác từng khúc, cả căn phòng tu luyện cũng bắt đầu chấn động mãnh liệt. Thiên địa chi thế. Đây là mượn thế trong trời đất này. Giờ phút này, hai thế hòa vào nhau, sức mạnh tăng gấp bội. Trong tích tắc im lặng, thanh kiếm trong tay Diệp Huyên chợt bay ra. Nhất kiếm định sinh tử. Ba loại thế, kiếm thế, thiên địa chi thế, kiếm kỹ chi thế. Những nơi kiếm đi qua, không gian cũng vì nó mà dao động từng cơn, xung quanh phòng tu luyện cũng bắt đầu sụp đổ, sau đó liên tục vỡ tan thành từng mảnh. Chương 474, hình ảnh xấu hổ. Một kiếm này đã vượt qua võ kỹ bậc thiên. Một lát sau, Diệp Huyên vẫy tay phải, kiếm bay về lại trong tay hắn. Lúc này, căn phòng tu luyện có sức chứa nghìn người nơi hắn đứng đã biến thành bụi bặm. Nhưng hắn lại lắc đầu, vì hắn cảm thấy một kiếm này còn có thể trở nên mạnh hơn. Nếu hắn có thể dung hợp ba loại thế một cách hoàn hảo, sức mạnh của một kiếm này vẫn có thể tăng lên rất nhiều. Điều quan trọng nhất là hắn vẫn chưa thêm kiếm ý ác niệm. Luyện. Tiếp tục luyện. Diệp Huyên đang định lấy kiếm ra thì một giọng nói vọng vào từ bên ngoài, ngươi muốn phá hủy hoàng cung của ta sao? Diệp Huyên nghiêng đầu sang nhìn, người tới chính là Thác Bạt Ngạn. Lúc này Thác Bạt Ngạn không mặc long bào mà là mặc một chiếc váy dài vàng nhạt đơn giản, váy lộ hai vai, chính giữa khoét thành hình chữ V để lộ một mảng tuyết trắng, nếu xuống thêm chút nữa sẽ là cảnh xuân vô biên. Không thể không nói Thác Bạt Ngạn cực kỳ xinh đẹp, khuôn mặt như vẽ, da trắng hơn tuyết, đặc biệt là nàng ta ngồi ở vị trí cao lâu ngày, trên người còn có sự uy nghiêm của bậc đế vương, điều này rất dễ khơi dậy dục vọng chinh phục của nam tử. Thác Bạt Ngạn bước tới trước mặt Diệp Huyên, hắn lập tức ngửi được một mùi thơm, đây không chỉ là mùi nước hoa mà còn xen lẫn đôi chút mùi thơm cơ thể, cộng thêm cách ăn mặc của nàng ta, rõ ràng Thác Bạt Ngạn vừa mới tắm xong. Trong lòng Diệp Huyên hơi xao động, nhưng rất nhanh nó đã bị hắn ép xuống. Làm kiếm tu, chút sức chịu đựng ấy vẫn phải có. Thác Bạt Ngạn nhìn xung quanh, ngươi làm. Diệp Huyên cười ngượng ngùng, xin lỗi, tập trung tu luyện quá nên quên mất đây là đâu. Vẻ mặt Thác Bạt Ngạn hơi buồn bã, lúc mới gặp ngươi, ngươi vẫn còn yếu. Bây giờ gặp lại, ta đã không còn là đối thủ của ngươi. Diệp Huyên cười bảo, khi đó ta suýt đã bị cô giết chết. Nghe vậy, Thác Bạt Ngạn như nghĩ tới gì đó, mặt nàng ta đỏ bừng. Vì vấn đề thể chất, từ nhỏ nàng ta đã cần xuân dược mạnh để chấn áp sự thức tỉnh của thể chất, nhưng nàng ta không ngờ hôm đó. Khi cảm nhận được sự thay đổi cảm xúc của Thác Bạt Ngạn, Diệp Huyên như cũng nghĩ đến hành ảnh xấu hổ nào đó, sự xao động trong cơ thể hắn lại dâng lên. Trong nháy mắt, bầu không khí trở nên hơi xấu hổ. Thác Bạt Ngạn nhìn Diệp Huyên, hiển nhiên lúc này nàng ta cũng nhận thấy được sự thay đổi cảm xúc trong hắn. Nàng ta khẽ thở dài, nhẹ nhàng kéo sợi dây lụa trước ngực, sau đó quần áo rơi xuống, thân thể tuyệt đẹp trắng nõn như ngọc của nàng ta cứ thế lộ ra trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên ngây người, hỏi, làm gì vậy? Thác Bạt Ngạn nhìn Diệp Huyên, ngươi đã cứu Ninh Quốc ta hai lần, ta không thể không báo đáp. Nếu ngươi thích thân thể này thì cứ lấy nó đi. Nghe vậy, sự xao động trong cơ thể Diệp Huyên lập tức biến mất, hắn cười khẩy thân thể. Ta đến cứu Ninh Quốc, cô nghĩ ta đến vì thân thể của cô ư. Thác Bạt Ngạn nhìn Diệp Huyên, không nói lời nào. Diệp Huyên lắc đầu, Thác Bạt quốc chủ, cô quá coi thường Diệp Huyên ta rồi. Thôi được, nếu trong lòng cô ta là loại người này, ta cũng không muốn nói thêm gì nữa, bảo trọng. Dứt lời, hắn cất kiếm, xoay người bỏ đi. Thác Bạt Ngạn sững sờ, nàng ta muốn nói gì đó nhưng Diệp Huyên đã biến mất ở cách đó không xa. Nàng ta vội vàng thay bộ váy dài khác rồi đuổi theo, nhưng bên ngoài đã không còn bóng dáng của Diệp Huyên. Thác Bạt Ngạn ngây ra tại chỗ, hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn. Sau khi rời Hoàng Cung, Diệp Huyên không ở lại Ninh Quốc mà ra khỏi thành, chuẩn bị tìm một chỗ để tu luyện. Bây giờ hắn muốn dung hợp hoàn hảo kiếm ý ác niệm, kiếm thế, kiếm kỹ, nhất kiếm định sinh tử của mình. Nói đơn giản hơn là hắn muốn đề cao những thứ này tới cực hạn. Sau khi ra khỏi thành, hắn nhìn xung quanh, đang định đi về phía dãy núi xa xa thì lúc này, một ông lão đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Ngự pháp cảnh. Ông lão lạnh lùng nhìn Diệp Huyên chằm chằm, 10 vạn pháp cảnh, một ngự pháp cảnh chân chính, còn có gia chủ của nhà họ Tư đồ ta. Bây giờ họ đang ở đâu? Diệp Huyên im lặng.
Ông lão trầm giọng hỏi, có phải do ngươi giết không? Ngôn Tình sủng. Diệp Huyên cười khẩy, ông nghĩ ta có thể giết họ à? Ông lão chau mày, vị kiếm tiên sau lưng ngươi. Diệp Huyên lạnh nhạt bảo, ông nghĩ một kiếm tiên có thể giết họ, hơn nữa là giết một cách im hơi lặng tiếng. Nghe vậy, ông lão càng nhíu mày chặt hơn, không phải ngươi thì là ai? Diệp Huyên lắc đầu, không dám nói. Dù nói ông cũng không tin. Ông lão nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, nếu ngươi không nói, nhà họ Tư Đồ ta sẽ không chết không thôi với ngươi. Diệp Huyên trầm giọng nói cũng chết, không nói cũng chết. Không nói. Nghe thế, ông lão nheo mắt lại, có phải liên minh hộ giới không? Mặt Diệp Huyên biến sắc, liên minh hộ giới gì cơ? Ta không biết gì cả. Ta chưa nói gì, ta. Càng về sau, hắn càng nói không mạch lạc, hơn nữa còn tỏ ra hoảng sợ. Chương 475, kiếm chém ra nhất định phải chết người. Nhìn thấy dáng vẻ này của Diệp Huyên, sắc mặt ông lão dần trở nên khó coi. Vì đây rất có thể là do liên minh hộ giới làm. Nhưng vì sao liên minh hộ giới lại làm thế? Ông lão nhìn về phía Diệp Huyên một lần nữa, bọn họ không có lý do gì làm vậy cả, có phải ngươi đang cố ý lừa lão phu không? Diệp Huyên không nói gì thêm, xoay người muốn đi, nhưng ông lão lại chặn trước mặt hắn, không cho hắn đi. Ông lão nhìn chằm chằm Diệp Huyên, ngươi cũng không muốn nhà họ Tư Đồ của ta điên cuồng trả thù ngươi đúng không? Vẻ mặt Diệp Huyên không chút cảm xúc, bốn chuyện, thứ nhất, vì sao học viện thương mộc ở Thanh Châu im hơi lặng tiếng biến mất, vì sao từ đó Tổng viện học viện thương mộc cũng mai danh ẩn tích? Thứ hai, vì sao gia chủ và gần 10 cao thủ vạn pháp cảnh của nhà họ Tư Đồ ông và mấy trăm cao thủ đến từ Trung Thổ Thần Châu tự nhiên biến mất? Thứ ba, vì sao sau khi những người đó biến mất, liên minh hộ giới lại bắt đầu truy nã ta? Thứ tư, vì sao bọn họ không giết ta luôn mà chỉ truy nã? Ông tự suy nghĩ đi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Ông lão nắm chặt tay, sắc mặt nặng nề, chuyện đầu tiên Diệp Huyên nói, nghe đồn là kiếm tiên sau lưng hắn gây ra. Nhưng theo điều tra của nhà họ Tư Đồ, lúc trước Tổng viện Học viện Thương Mộc có nộp một khoản tiền phạt lớn cho liên minh hộ giới, từ sau đó, Tổng viện Thương Mộc không gượng dậy nổi, chỉ có thể dựa vào nhà họ An tự bảo vệ mình. Nếu là người đứng sau Diệp Huyên gây ra, vậy vì sao Tổng viện Thương Mộc phải trả cho liên minh hộ giới một khoản tiền phạt lớn như thế? Còn về chuyện thứ hai, nhà họ Tư Đồ phái một ngự pháp cảnh chân chính đến cùng một sát thủ siêu cấp của thế giới ngầm, ngoài ra, nhà họ Tư Đồ còn có 10 cao thủ vạn pháp cảnh, cùng với mấy trăm cao thủ của Trung Thổ Thần Châu, đội hình này dù là ở Trung Thổ Thần Châu cũng cực kỳ đáng sợ. Nhưng những người này đều im hơi lặng tiếng biến mất rồi. Đây hoàn toàn không phải một vị kiếm tiên có thể làm được. Mà muốn tiêu diệt nhiều người như vậy một cách dễ dàng như thế chắc chắn là một thế lực siêu cấp. Liên minh hộ giới chắc chắn có thể. Hai vấn đề cuối cùng của Diệp Huyên, vì sao sau khi những người này biến mất, liên minh hộ giới lại bắt đầu truy nã hắn? Với thực lực của liên minh hộ giới, muốn giết một Diệp Huyên không phải là chuyện rất dễ dàng ư? Vì sao bọn họ phải truy nã? Làm điều thừa vậy? Rõ ràng là liên minh hộ giới muốn giá họa cho Diệp Huyên, muốn hắn chịu tội thay. Nghĩ đến đây, ông lão cảm thấy mọi vấn đề đều thông suốt rồi. Tất cả đều do liên minh hộ giới giở trò, còn mục đích, ông ta nghĩ đến vô số mục đích, ví dụ như làm yếu đi các thế lực ở Trung Thổ Thần Châu, vì liên minh hộ giới vẫn luôn không muốn các thế lực ở Trung Thổ Thần Châu quá mạnh mẽ, đây là chuyện mọi người đều biết. Mà Diệp Huyên chính là một kẻ chịu tội thay, được liên minh hộ giới đẩy ra trước mặt bọn họ. Nghĩ đến đây, vẻ mặt ông lão trở nên cực kỳ dữ tợn, lão phu đã nói mà, một Diệp Huyên nho nhỏ sao có thể giết chết biết bao nhiêu cao thủ của nhà họ Tư Đồ ta được, hóa ra đều là liên minh hộ giới giở trò sau lưng. Nói xong, ông ta xoay người đi, ông ta nhất định phải mau chóng báo chuyện này cho nhà họ Tư Đồ. Tu luyện. Trong dãy núi rộng lớn, Diệp Huyên điên cuồng sử dụng nhất kiếm định sinh tử, hắn muốn tu luyện kiếm kỹ này đến cực hạn. Luyện tập. Là kiếm tu. Ngoài lĩnh ngộ thì luyện tập cũng là một điều không thể thiếu. Bây giờ hắn là đang điên cuồng luyện tập chiêu này. Luyện tập để giết chết người khác trong nháy mắt. Thanh kiếm này không chém ra thì thôi, chém ra thì nhất định phải chết người. Mà vào lúc Diệp Huyên điên cuồng tu luyện, ngày càng có nhiều tu sĩ của Trung Thổ Thần Châu tiến vào Thanh Châu, không những thế còn có rất nhiều thế lực thế gia tông môn. Vì rất nhiều người sau khi trở về từ Thương Lan Châu đều nâng cao thực lực, còn trở nên giàu có.
Nhưng đáng nói là từ sau khi ông lão nhà họ Tư Đồ nói chuyện với Diệp Huyên lúc trước trở về Trung Thổ Thần Châu, không có thế lực hàng đầu nào ở Trung Thổ Thần Châu đến Thanh Châu nữa. Trung Thổ Thần Châu chia làm thượng giới và hạ giới có khá nhiều thế lực, cũng phức tạp, nhưng nổi tiếng nhất chính là Nhất Môn, Nhất Mạch, Nhất Kiếm, Tam Tông, Lục Tộc. Nhất Môn nói đến Huyền Môn, thế lực đứng đầu hạ giới ở Trung Thổ Thần Châu, cũng là một thế lực khá thần bí, vì không ai biết vị trí tổng bộ của Huyền Môn, chỉ biết những người đứng đầu 6 đợt bảng võ đều tự xưng là người của Huyền Môn. Sau Huyền Môn chính là Nhất Mạch là chỉ Sơn Mạch Vạn Thú, thế lực thuộc về yêu giới, thực lực chưa từng suy yếu. Mà sau Nhất Mạch chính là Nhất Kiếm, ý muốn nói Thương Kiếm Tông, tông môn kiếm tu lớn nhất thanh thương giới. Sau đó là Tam Tông, Ma Tông, Huyền Âm Tông, Bắc Hàn Tông. Trong Tam Tông này, Ma Tông là mạnh nhất, vì Ma Tông có rất nhiều thế lực ma tộc phụ thuộc, ví dụ như Huyết Tông, Quỷ Tông, Hợp Hoan Tông, dù lúc này có rất nhiều thế lực ma đạo đến Thanh Châu, nhưng Ma Tông vẫn không có chút động tĩnh gì. Không chỉ có Ma Tông, Nhất Môn Nhất Mạch Nhất Kiếm Tam Tông và 6 gia tộc lớn nhất đều chưa có ai xâm lấn Thanh Châu. Chuyện này rất kỳ lạ. Liên minh hộ giới. Tổng bộ của liên minh hộ giới nằm trên núi hộ giới cao vạn trượng, nhìn xuống từ đỉnh núi có thể thấy rõ những ngọn núi xung quanh. Lục Tôn Chủ ngồi yên lặng trong điện hộ giới, trước mặt gã ta là một ông lão áo tím, ông ta hơi cúi người, đang nói gì đó. Một lúc lâu sau đó, ông lão dừng lại. Lục Tôn Chủ nhìn về phía ông lão, nói với giọng điệu nặng nề, sử dụng lực lượng ở thượng giới cũng không thể điều tra ra lai lịch của cô gái váy trắng ư. Ông lão lắc đầu, không có chút manh mối nào cả, liên minh hộ giới ta đã điều tra tất cả kiếm tiên, đại kiếm tiên, thậm chí là kiếm tu trên đại kiếm tiên ở thượng giới và hạ giới rồi, nhưng đều không có người nọ, nàng ta tựa như đột nhiên xuất hiện ở thanh thương giới của chúng ta vậy. Nghe vậy, Lục Tôn Chủ nhíu chặt mày. Cô gái váy trắng. Liên minh hộ giới chưa từng ngừng điều tra về cô gái này, vì nàng ta thật sự quá có sức uy hiếp với liên minh hộ giới. Mà gã ta cũng tin cô gái váy trắng ở phía sau Diệp Huyên vẫn chưa thật sự ngã xuống. Nhưng điều tra lâu như vậy vẫn chẳng có chút manh mối nào. Ông lão trước mặt Lục Tôn Chủ trầm giọng nói, cô gái này quá thần bí, hay là chúng ta đừng trêu vào nàng ta nữa. Lục Tôn Chủ hờ hững nhìn ông lão một cái, là nàng ta giết hết mấy cao thủ ngự pháp cảnh chân chính của liên minh hộ giới ta trước, là nàng ta muốn gây chuyện với liên minh hộ giới. Ông lão im lặng. Thật ra ông ta thấy chịu thiệt một chút cũng không sao, vì cô gái bí ẩn kia thật sự quá đáng sợ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 22.